Rồi, chào các bạn, mình bắt đầu buổi học nha. Hôm nay mình sang cái phần bài thực hành lắp số 6, tức là mình thực hành về khái niệm của hàm. Như vậy thì trước khi bắt đầu vào thực hành thì nhắc một xíu cho các bạn nhớ cái phần lý thuyết. Để định nghĩa xây dựng một cái hàm đó thì mình cần phải trải qua 4 bước. Bước đầu tiên là mình xác định coi cái hàm đó, cái mục tiêu của hàm là để làm cái gì. Hàm đó là hàm dùng để thực hiện tính toán, thì nó chỉ thực hiện mỗi một cái chức năng là tính toán. Nếu như hàm nó dùng để nhập thì nó chỉ dùng để nhập, hàm chỉ thực hiện một chức năng thôi. Dựa trên cái việc xác định được cái thông tin hàm nó chức năng dùng để làm cái gì mà mình sẽ dựa trên cái chức năng đó để mình đặt tên cho cái hàm. Và khi đặt tên thì thường người ta bắt đầu bằng động từ và đặt tên sao cho ngắn gọn dễ nhớ, tức là phải bao trùm được cả cái ý tưởng khi mà đọc cái tên hàm, có thể hiểu được cái chức năng của nó. Như vậy vậy thì khi đó là bước một, là cái bước xác định coi cái hàm của mình để làm cái gì. Và bước hai đó là dựa trên cái việc đó là mình đã xác định hàm của mình sẽ tính toán giải quyết vấn đề gì, mình đi xác định coi hàm đó cần dữ liệu đầu vào là cái gì. Vì trên bản chất thì hàm của mình đó, nó chính là một cái chương trình con, nó chính là một cái chương trình con. Như vậy khi nó đã là một chương trình con thì nó cũng phải có dữ liệu đầu vào, tức là các cái thành phần input cần thiết để có thể thực hiện được. Như vậy thì toàn bộ cái anh đó nó sẽ là bước hai. Khi xác định thành phần input thì bạn xác định luôn cả ngoài cái việc là số lượng còn là kiểu dữ liệu. Bước số 3 là mình sẽ thực hiện cái công việc đó là mình sẽ phải đi kiểm tra coi đó là cái hàm đó đó nó thực hiện cái công việc mà mình đã xác định từ dữ liệu đầu vào. Như vậy thì kết quả trả ra của hàm đó là gì? Dĩ nhiên có hàm phải có giá trị trả về, nhưng cũng có hàm không cần phải có giá trị trả về. Nó rơi vào những trường hợp mà nó tiến hành, nó thực hiện, nó xử lý trong cái hàm nó hết luôn, không trả về cái gì cả. Thì những cái trường hợp mà hàm không có kiểu trả về đó thì mình sẽ cho kiểu của nó là kiểu void. Mà khi không có kiểu trả về thì mình sẽ không cần quan tâm tới cái lệnh đó là trả về return về bao nhiêu ở trong thân hàm. Như vậy đó là cái mà mình còn phải xử lý ở coi như cái thông tin giá trị trả về, nó chính là cái bước thứ ba. Còn nếu như có kiểu trả về thì bạn xác định nó rơi vào những cái kiểu nào trong các cái kiểu cơ bản mà mình đã làm việc, tức là ví dụ như là kiểu bool, tức là kiểu luận lý đó, rồi kiểu số nguyên nè, hay là kiểu số thực, hay là cái giá trị kiểu chuỗi, hay là giá trị của cái anh đó là kiểu ký tự, hoặc là kiểu luận lý, vân vân, được chưa? Như vậy thì những cái anh đó nó sẽ là kiểu trả về. Rồi đến tên của cái hàm, phải chưa, sẽ là thông tin đã được xác định ở bước 1. Như vậy ba bước đầu tiên là bạn đã có thể xác định được tên hàm, kiểu trả về của hàm và số lượng cũng như là kiểu dữ liệu của các tham số đầu vào. Sau đó bước số 4 đó, mọi người sẽ xác định là như vậy từ thành phần dữ liệu của input đó, tức là ở bước 2, bạn làm sao, bạn làm theo trình tự các bước như thế nào để bạn có thể trả về được cái giá trị mà bạn đang mong đợi ở cái bước số 3. Nói nôm na, bạn xây dựng thuật giải cho từ những dữ liệu tham số đầu vào của hàm, bạn cho ra được cái dữ liệu kết quả tương ứng. Như vậy thì có một vài cái lưu ý là nếu hàm có giá trị trả về thì bạn phải có câu lệnh return, bạn trả về giá trị cho nó. Và dĩ nhiên cái trả về đó bạn có thể trả về một biến, có thể trả về một cái biểu thức tính toán, nhưng mà cái kiểu của cái anh đó nó phải chung với lại kiểu trả về của hàm ha, đó là điều đặc trưng. Và ở trong cái quá trình mình còn xây dựng thủ tục như thế này đó thì tên của các cái hàm thì mình sẽ không được để cho chúng nó trùng nhau, và tên hàm cũng không có trùng với là tên của các biến nào khác, bạn nhớ dần. Và đối với những cái biến trong trường hợp tham số hình thức khi mình liệt kê trong quá trình mình đi định nghĩa hàm thì nó chỉ sẽ là hình thức, tức là cái phạm vi thể hiện của nó và phạm vi hiểu được nó chỉ nằm trong cái hàm đó mà thôi. Khi hết cái hàm thì đi ra khỏi hàm nó sẽ không được hiểu. Khi mà bạn đã xây dựng xong được một cái hàm thì bạn sẽ phải làm sao, gọi hàm đó ở nơi nào thì nó mới được thực hiện. Như vậy giả sử ở trong main bạn gọi hàm thì để thực hiện một cái lời gọi hàm thì phải có cái tên hàm và bạn truyền đủ với lại đúng cái số lượng tham số phù hợp, kể cả luôn với cái kiểu. Thì ở bên cái nơi gọi hàm mà anh nào nhận nhiệm vụ là truyền vào cho trong cái lời gọi hàm đó, người ta được gọi là đối số ha. Như vậy thì khi mà phục vụ thực hiện truyền xong hết thì nó tùy vào cái hàm nó có kiểu trả về hay không. Nếu có kiểu trả về thì mình sẽ lấy cái lời gọi hàm đó mình gán vào cho một cái biến nào đó khác, được chưa? Và dĩ nhiên cái biến đó nó phải làm sao chung kiểu dữ liệu với kiểu trả về của hàm. Bạn đồng thời cũng có thể đem cho nó xuất thẳng trong cái câu lệnh cout của bạn,
cũng có thể đặt nó trong một biểu thức tính toán để tiếp tục lấy giá trị của nó đem đi tính toán tiếp. Như vậy đó là cái khâu giải quyết cho trường hợp đó là cái gì? Lời gọi hàm. Nhưng nếu hàm không có kiểu trở về, tức là hàm kiểu void đó, thì khi đó bạn phải làm sao? Bạn chỉ gọi nó, cái lời gọi hàm nó giống như một câu lệnh bình thường. Tức là chỉ cần cái tên hàm mở ngoặc ra truyền đúng và đủ số lượng các cái tham số. Tức là truyền đủ giống như bên tham số hình thức. Rồi sau đó sao? Chấm phẩy, tức là nó giống như một cái lệnh bình thường. Chứ không có gán nó vào, cũng không đem đi xuất, cũng không đem đi tính toán, tại vì nó không có giá trị trả về. Như vậy dựa trên đó đó, bây giờ các bạn nhìn cho cô trong cái phần bài này. Các bạn sẽ tập làm cho cô các bài đầu tiên trước là những cái bài cơ bản. Đầu tiên là từ bài 1 cho đến bài số 5. Tất cả các dạng bài này nó đều là có nhận thành phần đầu vào, thực hiện công việc gì đó và tùy bài có bài sẽ có giá trị trả về, có bài sẽ là không có. Như vậy bây giờ năm bài này là năm bài cơ bản nè. Bài số 1 đi. Viết các cái hàm sau đây, tức là câu A bạn sẽ xây dựng cho cô nó ra là một hàm. Cái hàm này chỉ có nhận cái nhiệm vụ là nó tính diện tích hình chữ nhật thôi. Chứ nó không có kêu xuất diện tích hình chữ nhật, nó cũng không có kêu là nhập số đo các cạnh của hình chữ nhật, mà tức là cái hàm này nhận một cái nhiệm vụ duy nhất là tính diện tích. Như vậy dựa trên cái yêu cầu đó, bạn phân tích là làm sao để tính diện tích hình chữ nhật, cần phải có cái gì, thì những cái mà cần nó chính là thông tin thành phần input. Còn bạn tính, bạn trả ra cái gì theo yêu cầu của hàm thì nó sẽ là output. Tương tự cho hàm tính chu vi. Câu số 2 thì các bạn cũng sẽ có hai hàm riêng. Ở mỗi một cái bài như thế này thì sau khi xây dựng hàm xong đó, các bạn sẽ xây dựng main để bạn kiểm chứng. Thì tức là bạn cho người dùng nhập dữ liệu như thế nào để bạn thực hiện cái lời gọi hàm cho kết quả phù hợp. Và bạn thực hiện thì bạn nhớ giùm đó là có hai cách. Nếu như bài mà có nhiều hàm, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách là bạn khai báo cái nguyên mẫu hàm trước, rồi sau đó bạn mới làm sao? Bạn mới định nghĩa hàm ở sau main. Còn nếu như bài ít hàm thì bạn cũng có thể định nghĩa full nguyên hàm trước main hết đầy đủ, rồi xong sau đó mình tới main để mình gọi thực thi chương trình. Đó là bài 1 với bài 2 thì các bạn vận dụng. Bài số 3 thì bạn lưu ý là x mũ y, bài này cũng có trong ví dụ đúng không? Tuy nhiên người ta đang không có nói là x là số nguyên âm hay nguyên dương. Cho nên bạn xử lý với cả hai trường hợp. Tức là nhiệm vụ thì là cứ nhận vào một cái giá trị cơ số với là số mũ và trả ra giá trị phù hợp. Thì có khả năng cái số mũ của mình là số âm. Bài số 4 là hàm tính tổng các số từ 1 tới n. Và cái câu B đó thì là tính n dây thừa. Chẳng qua n dây thừa nó chính là tích các số từ 1 tới n thôi. Còn bài số 5 đó thì nó nhận vào số đo cạnh. Nó xuất các hình vuông dưới dạng các dấu sao, tức là hình vuông đặt dưới dạng các dấu sao, và nó xuất thẳng ra trên màn hình luôn, chứ nó không có cần trả về cái gì hết. Cho nên câu số 5 nó chính là cái trường hợp là gì? Hàm không có trị trả về. À, như vậy 5 bài đầu tiên. Rồi, có ai thắc mắc gì với là cái đề bài của 5 bài đầu tiên không? Bây giờ các bạn sẽ phải tự làm 5 bài này trước. Sau đó cô sẽ gọi ngẫu nhiên để cô xem đó là các bạn làm bài như thế nào. Rồi, cho lại lần nữa, suy nghĩ coi 5 bài đầu tiên còn cái gì thắc mắc. Thì nào, mỗi bài khi các bạn làm, các bạn cũng tập xác định 4 bước giùm cô, rồi bạn mới chuyển thể 4 bước đó vào trong cái quá trình cái cú pháp định nghĩa hàm. Rồi, dành ra cho vài phút, có ai thắc mắc thì nào, từ bài 1 tới bài 5. Rồi, nếu không ai thắc mắc gì thì bây giờ các bạn làm bài. Cô sẽ để cho các bạn 30 phút các bạn làm các bài từ bài 1 tới bài 5. Sau đó cô sẽ gọi ngẫu nhiên các bạn sửa một cái bài nào đó cũng ngẫu nhiên luôn. Tuy nhiên đó là bạn nào mà xong trước thì bạn cứ qua trước bài số 6, bài số 7 và những cái bài sau. Thì sau đó một xíu nữa cô sẽ hướng dẫn cụ thể những bài sau nhiều hơn. Được chưa? Rồi bây giờ là các bạn sẽ tự làm từ 1 tới 5 trước. Nhớ mỗi bài các bạn cũng tập xác định 4 bước. Được chưa?
Bây giờ trong thời gian chờ để cho các bạn làm thì đầu tiên đó là tôi điểm danh trước nha. Rồi xong rồi trong thời gian đó thì sau khi điểm danh xong thì bắt đầu các bạn làm bài. Rồi để mở cái file điểm danh ra. Rồi chờ một xíu để giấu bớt các cái cột không cần thiết cho cái thông tin cái màn hình nó gọn lại. Rồi hôm nay là coi như buổi thực hành thứ 8 ha. Nay là 20 tháng 12. Rồi Nguyễn Hoàng Duy. Dạ có em. Rồi Trần Lê Dương. Dạ có. Bùi Quang Huy. Vắng ha. Bạn này có xin phép. Nguyễn Khánh Hưng. Dạ có. Huỳnh Vĩ Khang. Dạ có. Nguyễn Lê Đăng Khoa. Dạ có. Nguyễn Trương Xuân Nghiêm. Dạ có. Thái Vĩnh Nhân. Dạ có. Nguyễn Thảo Nghi. Dạ có. Nguyễn Đức Phong. Thắng bạn này có xin phép. Mai Đào Như Phương. Dạ có. Nguyễn Đỗ Minh Quân. Dạ có. Nguyễn Chí Sâm. Dạ có. Nguyễn Hữu Tâm. Vắng à. Đinh Hữu Thái. Dạ có cơ. Trương Lâm Quốc Thoái. Vắng. Nguyễn Tấn Thịnh. Dạ có. Nguyễn Quốc Thống. Dạ có. Lưu Bàn Huấn. Dạ có. Trần Nghĩa Tuấn. Dạ có. Nguyễn Văn Vin. Dạ có. Nguyễn Tiến Hoàng Nhật. Dạ có. Nguyễn Hoàng Thắng. Dạ Nguyễn có cô ơi. Hiển. Có Hồ Đắc Minh Hoàng. Bạn này có xin phép. Nguyễn Phước Khang. Dạ có. Đinh Chí Kiên. Dạ có. Châu Hoàng Kiệt. Dạ có cô. Nguyễn Thị Trà My. Nguyễn Thị Trà My. Vắng. Nguyễn Hoàng Nhật. Dạ có cô. Nguyễn, à xin lỗi, Đặng Trần Thiên Phúc. Đặng Trần Thiên Phúc có đúng không? Nguyễn Phú Quý. Dạ có. Bùi Thanh Sơn. Vắng. Nguyễn Ngọc Thanh Thảo. Vắng. Phan Hữu Thịnh. Dạ có. Đặng Dương Hùng Phước Tiến. Dạ có. Trần Quốc Tuấn. Dạ có. Nguyễn Thúy Vi. Dạ có. Rồi. Rồi bây giờ các bạn làm bài ha. Cô cho 30 phút thì tới 2 giờ kém 10 nha. 2 giờ 51 phút đúng không? Lố qua thêm 1 phút. Bây giờ các bạn làm bài trước, sau đó xíu cô sẽ gọi bất kỳ nha. Đó là 5 bài mà trong ví dụ nó cũng có, và các bài tập dựa trên cái bài ví dụ có, cho nên là cố gắng làm nhanh. Còn ai làm xong thì cứ qua trước 6 7 nha. Rồi 30 phút làm bài.
Rồi sửa bài nha các bạn. Rồi bây giờ một bạn cho cô coi cái kết quả bạn làm của bài số 4. Nha, một bạn làm bài số 4 cho cô coi và các bạn xem màn hình luôn. Rồi để gọi ngẫu nhiên ha. Số 31, bạn Nguyễn Phú Quý. Dạ có em của anh. Rồi bạn show kết quả làm của bài số 4 đi bạn. Để em xíu rồi. Em thấy thẻ visu của em ta. Bài số 4 là bài tiếng Hàn đó cô. Bạn zoom to màn hình cốt lên đi bạn. Nghe lên coi. Dạ bước 1 là mình bước 1 là em xác định tính tổng và tính câu A phải tính tổng, câu B là tính giai thừa. Bước 2 là chúng ta sẽ đặt tìm kiểu dữ liệu của biến. Tổng là integer n, giai thừa là integer n. Bước 3 là chúng ta sẽ tìm kiểu dữ liệu của cái kết quả trả về là giai thừa tổng với giai thừa là số nguyên, giai thừa là số nguyên, giai thừa là số nguyên luôn. Bước 4 là chúng ta sẽ tính tổng và n. Tổng em tính là vòng lặp y cho nó chạy chạy bé hơn n và cho nó chạy tính tổng. Giai thừa là em tính bằng vòng lặp for và tính tích của nó bằng tích nhân si. Em chạy cho cô coi. Tổng là từ 1 cái 5 là 15. Trong trường hợp này bạn chưa kiểm soát cái giá trị n nhập vào, nó phải là con số nguyên dương để phù hợp với yêu cầu của bài toán. Đề đang yêu cầu bạn đó là viết hàm tính tổng của các cái giá trị số nguyên dương từ 1 đến n và tương tự đối với giai thừa của một số nguyên dương. Như vậy thì khi mà bạn kiểm chứng chương trình đó, cái anh n của bạn, bạn đã kiểm soát nó là số nguyên dương chưa? Dạ, vậy rồi cô. Chỗ nào bạn? Dạ, phần men này cô.
Chỗ nào là chỗ bạn đã kiểm soát N là nguyên dương? Lúc em nhập em cho cái chị N là ở đây này cô. N bạn đã kiểm chắc chắn là N là nguyên dương chưa? Chứ ở đây bạn hoàn toàn cho người dùng nhập, thì bây giờ bạn trên mình chạy chương trình tôi cho nhập số âm cũng vẫn được mà. Như vậy thì bây giờ bạn kiểm chứng cái việc đó là N phải là nguyên dương như thế nào. Nếu N phù hợp thì mới gọi hàm để trả kết quả đúng theo yêu cầu của bài toán. Làm sao để đảm bảo N này truyền vào thì nó phải là nguyên dương này. Dạ. Đặt điều kiện với nó luôn. Như đặt như thế nào và xử lý như sao thì bạn xử lý đi. Dạ. Nhà xử lý ở đâu? Em xin ý ở công an. Bây giờ kiểm soát giá trị N mà không kiểm soát được bạn. Trong lúc nhập thì sau khi N có giá trị rồi thì phải kiểm tra nó phải là nguyên dương á. Thì nó mới dừng cái công việc là nhập lại. Còn nếu nó không phải là nguyên dương thì cho nó nhập lại. Thì xử lý ở cái đoạn nào? Cái bài này có phải em làm không? Phải rồi. Vậy tại sao giờ tất cả cái việc nhỏ hơn đó là cái công việc chỉ có kiểm tra dữ liệu đầu vào mà bạn lại làm không được trong khi bạn tách hàm được? Em không biết là bây giờ mình để nó phút nào cô. Tôi đang nói là cái việc bạn nhập N thì N đang nhập ở đâu? Dạ ở phần sau rồi cô. Phần nào? Cái phần nào là cái phần đang nhập giá trị cho N đâu? Tôi đang những cái dòng lệnh đó cho tôi coi. Ở đây cô. Nguyên cái đoạn đó là nhập N luôn đó hả? Dạ. Yeah. Tôi hỏi kỹ lại bài này có phải bạn làm không? Phải cô. Vậy bây giờ bạn đi tính tổng cho tôi, bạn viết hàm cho tôi tính tổng các số lẻ và chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 tới N, với N là số nguyên dương xem. Bạn viết cho tôi cái hàm đó đi. Viết ra một cái hàm mới. Tổng các số lẻ mà nó còn chia hết cho 3 nữa. Viết ra một cái hàm mới chứ mắc cái gì mà đi sửa cái hàm cũ vậy bạn. Cần trong sách phục hồi về đi để xây dựng cho tôi lại cái hàm mới coi. Không, để trong bài trong đây luôn. Mắc cái gì mà phải ra file CV mới. Định nghĩa cho tôi một cái hàm mới, hàm đó tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 tới N với điều kiện là đó là số lẻ và nó chia hết cho 3. Cái bài đó mà em làm không được thì tôi hoàn toàn có thể có cơ sở để khẳng định là bài này không phải em làm nha.
Bước 1 xác định cho tôi 4 bước coi. Bước 1 hàm nó sẽ làm gì? Bạn xác định cho tôi với là cái đề này 4 bước của bạn đi, bước 1. Bước 1 xác định tổng thể. Bước 2. Bước 2 là mình sẽ xác định kiểu dữ liệu của số, của giá trị nhập vào. Là cái gì? Bao nhiêu tham số đầu vào? Và mỗi tham số kiểu gì? Nó có một tham số đầu vào N. Và nó là kiểu gì? Nó có kiểu integer, kiểu số nguyên. Bước 3 là xác định giá trị, xác định kiểu dữ liệu trả về. Là số thật. Tại sao là số thật? Tại vì nó có giá trị chia. Em đang tính tổng các số trong phạm vi từ 1 tới N. Tổng. Số và nó là số lẻ. Và nó có khả năng chia hết cho 3. Bây giờ bước 4 của em xác định các bước tính của em như thế nào? Để em suy nghĩ là số lẻ. Cứ đọc lại đề em luôn. Bạn tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 tới N sao cho đó là số lẻ và nó phải chia hết cho 3. Cứ đọc lại cho bạn lần thứ tư rồi đó. Tôi cho bạn một câu hỏi nếu bạn nói thiệt á, bài này có phải bạn làm hay không? Dạ. Tất có cô phải bạn làm mà tham khảo cô. Tham khảo như thế nào? Dạ, tham khảo là copy nguyên hết đúng không? Tôi tham khảo là tham khảo cái cách làm cô. Là coi như là bên trong nó có bao nhiêu lệnh là copy vô y chang phải không, hay là nhìn bài giải bên rồi gõ vô bên? Dạ, có nhỉ. Em tham khảo cái kiểu trình bày rồi không, cái kiểu câu lệnh làm thế nào đâu. Bạn gom luôn cả hai hàm này cho tôi lại đi. Cái bên nó có dấu trừ, nó nhấn vào cái dấu trừ đó cho nó gom gọn lại hai cái hàm ở trên. Hàm này đang viết mà gom cái gì? Men thì đang để chứ mắc cái gì mà gom men. Gom hai cái hàm tổng là hàm giải thừa thôi. Rồi đâu, bạn tự viết cái hàm phía dưới coi. Hàm nãy các con, hàm em viết các con. Bạn thấy có thấy nó màu đỏ không? Dạ. Để là mình chưa khai báo trên mà cô. Khai báo cái gì bạn? Khai báo cái biến này mà cô. Cái biến phải khai báo ở trên hả? Đó.
Đọc lại tôi nghe cú pháp của for coi. Ông nhìn cái gì khác? Đâu tự đọc cú pháp của for coi. Rồi, em nhớ rồi. Vậy bạn học cái gì đó? Hồi thì bảo là bài tập tham khảo, hồi thì bảo giờ không nhớ. Vậy bạn học cái gì? Hôm nay đó là tuần thứ 8 của môn rồi. Hai tuần nữa là hết môn rồi. Rồi bây giờ cú pháp for, cú pháp cơ bản thôi, không nhớ. Nào bạn nói những cái đoạn trên bạn tự làm. Là sao? Yeah. Cái này là bạn nhìn một bên rồi bạn gõ qua một bên thôi. Bạn học copy paste, bạn học đánh máy thôi, chứ bạn học lập trình cái gì? Cú pháp không nhớ mà bây giờ còn bảo là cái biến tổng này là phải khai báo bên ngoài. Cái tổng này nó chỉ cần tồn tại trong cái hàm này thôi, thì bạn đi trong hàm thì bạn khai báo. Bây giờ hàm có kiểu trả về thì nó phải có câu lệnh gì ở cuối cùng để nó đưa giá trị về. Hàm của bạn đang có kiểu trả về không? Để không rồi. Hàm không có kiểu trả về. Vậy cái thằng int đầu tiên là cái gì vậy? Int rồi đến tổng lẻ đó. Thì cái anh int ngay đó nó là cái gì? Kiểu trả về của tổng lẻ. Vậy tôi đang hỏi hàm này có kiểu trả về hay không? Thì sao bạn lại nói là nó không có kiểu trả về? Vậy nếu hàm có kiểu trả về thì bên trong thân hàm á, khi mà muốn kết thúc hàm thì phải có câu lệnh gì? Dạ, return ạ. Như vậy bây giờ bạn sẽ return về cái gì? Return về tổng ạ. Như vậy cái tổng này á, nó chỉ còn lại trong cái hàm này, cuối cùng mình return về con số. Như vậy bây giờ tổng khai báo ở đâu? Chứ bây giờ nó đang nháy đỏ kia kìa. Chưa được khai báo mà xài rồi thì bây giờ phải khai báo nó ở đâu? Khai báo ở trong hàm nhỉ. Vậy câu phía dưới thì để làm chi? Rồi cái biến y bạn khai báo chưa? Cái biến y trong vòng là for bạn khai báo chưa? Rồi điều kiện lập của bạn là gì? Y bạn cho bắt đầu từ 1, điều kiện lập là gì? Rồi. Vòng lập của bạn chạy từ mấy tới mấy? Rồi chạy từ y đến n luôn. Từ mấy tới mấy? Vòng lập chạy từ mấy tới mấy? Sao vòng lặp chạy từ mấy tới mấy? Rồi chạy từ 1 đến n. Bước nhảy là mấy vậy? Dạ, bước nhảy là lần 2 ạ. Tại sao? Dạ, tại vì mình đang tìm số lẻ. Rồi bây giờ là bạn mỗi lần công việc vậy bạn làm việc gì? Dạ là mình mỗi lần là mình rộng lại chơi. Vậy cái điều kiện mà chia hết cho ba ở đâu? Chưa kể cái lệnh for của for là for rồi mở ngoặc cái cụm đầu tiên là biểu thức khởi tạo
Cụm thứ hai á, là điều kiện lập. Cụm thứ ba là biểu thức cập nhật. Như cái lệnh ở phía dưới nó là lệnh con thì để nó nằm ở đâu? Tại sao lại nằm vô trong đây? Nó chỉ có một lệnh thôi mà. Nó cái gì để cập dấu ngoặc mốc? Mỗi lần lập thực hiện việc gì? Bạn cứ để màn hình đó. Đâu, bạn khác coi. À, tôi kêu bạn khác ha. Đâu rồi? Đang là bạn Quý đúng không? Trần Quốc Tuấn. Thực hiện lệnh gì bạn? Dạ. Tiếp tục bổ sung câu lệnh tiếp theo đi bạn, để thực hiện cái yêu cầu đó. Dạ thưa cô là tổng bằng tổng cộng y cô. Như vậy thì cái chỗ nào là cái chỗ nó sẽ chia hết cho ba? Cái điều kiện nào là số lẻ và chia hết cho ba? Dạ, cô là đầu tiên là y mà cộng bằng 1 thì tổng nó sẽ là tổng cộng y, tức nghĩa là 0 cộng cho 1. Lần đầu tiên thì nó y cộng 2 là sẽ bằng 3. Em ơi, tôi không chạy tay. Tôi đang hỏi em là bây giờ cái điều kiện đề toán á, là đang yêu cầu tính tổng các số lẻ và số đó phải chia hết cho 3. Bây giờ bạn mình nó chạy như thế này là nó đi qua được các số lẻ, thì tôi hỏi cái điều kiện chia hết cho 3 ở đâu. Chứ bây giờ bạn cứ nói là cứ mỗi lần lập như vậy mình cứ tổng bằng tổng cộng y thì nó sót điều kiện của tôi mất rồi. Dạ thưa cô là if là y chia hết cho chia cho ba bằng 0. Chia bằng dưới cô. Bạn nói làm sao để cho cái bạn mà nó đang mà nó chiếu màn hình nó có thể làm được. Dạ thưa cô là if mở ngoặc tròn y phần trăm ba bằng 0 đóng ngoặc tròn. Rồi các bạn kia không ngồi ngõ theo đi bạn. Đáp lại mình mà. Cái lệnh if nó nằm ở đâu? Nó là lệnh con của mỗi lần lập for thì nó phải như thế nào? Anh làm ơn nếu mà anh không biết cái cách gõ nó thì anh xóa để anh gom gọn lên dòng trên rồi anh enter xuống đi. Rồi nếu việc đó xảy ra thì làm chuyện gì? Dạ, tính tổng rồi. Thì viết đi bạn. Rồi làm gì nữa? Rồi chúng ta xuất kết quả màn hình. Xuất kết quả ra màn hình đó, là CL ra phải không? Dạ. Em tin tôi cho em rớt luôn cho điểm quá trình phong điểm liền tại chỗ không? Dạ, về tin nữa không? Thì lệnh viết như thế nào? Hồi nãy giờ nói cho đã đời xong rồi cuối cùng muốn CL lúc nào thì CL? Cái lệnh ở phía dưới của em có quan sát cái lệnh phía dưới của em đang viết cái gì ở dưới chưa? Return về tổng lẻ hay là tổng? Tổng lẻ hay là tổng? Thấy chưa? Tổng lẻ là cái gì vậy em? Tên của ai? Tổng lẻ là tên biến hay tên hàm? Tên hàm. Em cần return về cái tên hàm hay là em cần return về cái tên của biến?
Vậy mà em nói đó là em học và em hiểu những phần trước đó hả? Bây giờ cái hàm có rồi và mình đang tin tưởng rằng thằng N nó đang như thế nào. Quay trở lại cái yêu cầu ban đầu tôi dành cho bạn lúc nãy. Để bạn gọi được các hàm này thì N nó phải thỏa tính chất là số nguyên dương. Như vậy N bạn đang cho nhập ở trong main. Bạn kiểm soát cho tôi mỗi lần người dùng nhập N, N phải là nguyên dương thì nó mới dừng. Rồi nó gọi các cái hàm để nó trả kết quả. Còn nếu như N của mình không phải là nguyên dương đó thì sẽ cho nó nhập lại. Tức là xử lý ở trong main đó. Thì cái đoạn nào là đoạn sẽ N sai thì cho nhập lại đâu. Cô đen những cái lệnh đó. Những lệnh nào là lệnh nhập N? Xử lý nhập dữ liệu N đó. Hai cái câu cuối là hai cái câu gì? Hai câu xúc ạ. Bây giờ tôi đang hỏi là nhập N thì bây giờ bạn xử lý cho tôi đó là nếu mà N nó nhập mà trong trường hợp N không phải là nguyên dương thì bạn cho nó nhập lại. Được. Thì xử lý làm sao? Dùng câu lệnh gì? Để ít ạ. Nhập sai cho nhập lại. Như vậy nó có sự lặp lại. Mà lần đầu tiên vô là cứ phải cho nhập dữ liệu N mà không phải là nguyên dương thì cho lặp lại cái việc nhập đó. Thì làm gì? Chạy đu quay. Anh viết giùm tôi đi. Rồi viết làm sao? Điều chỉnh coding style lại đi bạn. Phần thứ 8 rồi, coding style còn để nhắc. Trước sau các toán tử, trước sau các cái ký hiệu, tách xuất, tách nhập, tách ra dùm. Em ơi, sao phía trước chữ nhập lại có mảng trắng vậy? Cái đó là cái chuỗi xuất ra, còn trong khi tôi đang kêu trước sau tắp xuất tắp nhập, trước sau các toán tử là khoảng trắng. Thì bạn điều chỉnh ở đâu? Ở đâu còn toán tử nữa? Rồi phía sau tắt, phía sau, phía trước tất cả các tắt xuất tắt nhập của bạn có khoảng trắng hết chưa? Trước sau các tắt xuất tắt nhập có khoảng trắng hết chưa? Rồi bây giờ bạn nhìn, bạn thấy cái dữ liệu của bạn à? Nếu mà N nó nhập sai á, nó sẽ báo một câu đó là nhập sai, nhập lại. Rồi khoảng trắng ra gì đó của bạn. Rồi nó lại tiếp tục, nó sẽ xuất cái câu đó là gì? Nhập số nguyên N gì đó của bạn. Thì hai cái câu đó nó như thế nào? Nhập lúc nào cô?
cái sự bình tĩnh nào nó cũng có giới hạn nha. Tôi đang nói cái đoạn đó là nhập sai nhập lại đó. Khi n của bạn nhập sai, nó sẽ báo rằng câu nhập sai nhập lại, rồi sau đó chắc chắn nó sẽ hiện lại cái việc đó là nhập số nguyên n. Thì hai cái câu đó nếu bạn để giao diện như vậy thì nó đang như thế nào? Sẽ bị lỗi à? Tại sao bị lỗi? Bởi vì mình đã nhập ở phía trên rồi. Tôi đang nói trong cái đoạn do while của bạn đó. Ví dụ lần đầu tiên bạn nói với tôi coi cái giao diện nó chạy như thế nào. Đầu tiên vô đầu chương trình nó xuất cái gì trước? Có là nó xuất vòng nhập số nguyên. Nhập số nguyên n mà. Dạ. Rồi làm gì nữa? Rồi chúng ta nhập rồi. Tiếp. Rồi nếu mà bé hay không thì sẽ hiện ra nhập sai và nhập lại ạ. Làm sao nữa? Rồi chúng ta nhập lại n. Có ai mà phía trước dấu chấm thì có khoảng trắng mà phía sau thì không có không? Học tiếng Việt tốt nghiệp lớp 12 rồi đó. Có cái câu ra giao diện cũng xuất bậy bạ. Rồi tại sao xong cái việc do while này là khi đó n như thế nào rồi? Tại sao xuyệt n ở đó rồi còn n line bên ngoài nữa em? Kết thúc cái vòng lặp do while thì n như thế nào rồi? N như thế nào thì nó kết thúc vòng lặp do while này? Cô là n được thỏa mãn. Thì tức là n sao? N số nguyên. Thì tức là nó thế nào phải không? Chứ nói bình thường nó chẳng nó cũng đang là số nguyên mà trừ 3 nó cũng là số nguyên thôi. Cô là n lớn hơn không? Thì bằng không có đi có dừng vòng lặp này không? Bằng không thì có dừng vòng lặp này không? Coi là có dừng vòng lặp này. Vậy khi đó n bằng không, n bằng không có phải là nguyên dương không? Số 0 là số gì? Đâu số 0 mà không phải số nguyên dương. Vậy bây giờ nếu mà dừng vòng lặp đó là n phải lớn không? Giả sử tôi cho n bằng 7 rồi nó làm gì tiếp vậy? Theo trật tự các lệnh bạn viết thì nó làm cái gì tiếp? Nó sẽ thực hiện các lệnh đó. Nó sẽ làm gì? Rồi bạn demo chương trình lại, bạn nhập n sai đi. Lần thứ nhất bạn nhập sai, rồi sau đó bạn nhập đúng, bạn coi kết quả nó trả ra cho cả hai cái hàm đó có phù hợp hay không. Tắt đi, nó báo biên dịch fail mà đi cố gắng biên dịch để làm gì, đó là kết quả chạy của lần trước. Đọc cái lỗi đó cho tôi coi. Rồi tổng là phải được trả về. Mà trong khi tổng mình đã trả về rồi. Dạ. Có lỗi tại vì sao? Nhìn nguyên cái function đó coi, nguyên toàn bộ bài đó luôn. Lỗi tại sao? Biên dịch mà nó báo lỗi mà các bạn cứ cố gắng các bạn chạy á, thì nó chạy kết quả của lần trước chứ không phải của cái lần mà bạn đang thực hiện nó đâu. Tại vì nó lỗi thì nó đâu có biên dịch được đâu, mà lấy gì nó có thể ghi đè được lên cái file biên dịch cũ. Cho nên tức là bạn chạy kết quả đó không phải là thời điểm bạn đang copy. Cho nên việc kiểm chứng chương trình là vô nghĩa. Bây giờ tại sao nó bắt lỗi ngay tại hàng tổng, trong khi tổng mình đã có giá trị trả về rồi.
tên hàm có được ai trùng với nó không bạn? Dạ sai. Ừ? Dạ. Tên hàm có được ai trùng với nó hay không? Dạ có là không ạ. Như vậy bây giờ sửa như thế nào? Cái đó đâu phải gọi hàm tổng lẻ, bạn đang muốn gọi cái hàm tính tổng của câu 4A mà. Đi dịch lại coi. Là bây giờ tôi muốn gọi câu 4A. Vậy tại sao bạn phải sửa như vậy? Nói tôi nghe coi nó bị trùng với ai. Đó. Tại sao bạn lại sửa lại thành là tổng 1 thì tôi mới hỏi là nó trùng với ai? Trùng với câu trùng với tổng khúc trên à. Mà tôi hỏi là bây giờ nếu mà tôi gọi hàm tổng lẻ nó có thực thi được không? Dạ con. Ví dụ như bạn truyền vô chữ tổng lẻ đi, gọi tên nó là tổng lẻ. N ngay tại câu CL đó thôi. CL không cho chuột đang nằm đó. Thì tổng lẻ miễn sao truyền vào số nguyên thôi thì nó trả ra kết quả thôi. Rồi bạn biên dịch lại coi nó có thực thi không? Phải sửa tên rồi hết rồi. Không. Tại sao? Có về nó bị trùng. Trùng cái gì đâu mà trùng, một hàm là tổng, một hàm tổng lẻ, trùng cái gì đâu mà trùng, tên biến cũng đổi luôn rồi. Đọc cái tên lỗi cho tôi đi, đọc cái dòng lỗi với nó báo cái gì. Rồi nó không xác định, nó không có được tìm thấy. Được. Tại sao nó không được tìm thấy? Dạ sai tên hàm. Không phải. Đó là hàm tổng là câu chuyện của hàm tổng, còn hàm tổng lẻ là câu chuyện của hàm tổng lẻ, chứ đâu phải là sai tên hàm. Rõ ràng ở dưới bạn có định nghĩa rồi kìa. Thì đây là hai hàm khác nhau, chứ nó đâu có dính gì với nhau đâu mà bảo là nó không có bị trùng tên hay là cái gì, bạn sửa tên hết rồi mà. Thì bây giờ nó đang báo là cái hàm tổng lẻ nó không có tìm thấy. Tại sao? Các đồng chí khác cũng coi luôn nha. Lỗi này các bạn, tôi chắc luôn đó là thế nào các đồng chí ngồi chứ cũng sẽ bị những cái lỗi này. Tại sao nó báo là nó tìm không ra cái hàm tổng lẻ? Nguyên tắc hoạt động của hàm là gì? Đầu tiên, nó theo cái lời gọi hàm là tổng lẻ. Nó chạy đi tìm cái hàm tổng lẻ, nó tìm từ đâu tới đâu nó tìm. Ừ, nó tìm từ đâu tới đâu. Khi bạn gọi cái chữ đó là tổng lẻ mở ngoặc ra n thì nó biết là bạn đang gọi một cái hàm tên là tổng lẻ. Thì trình biên dịch nó sẽ kiếm từ phạm vi từ đâu tới đâu để nó đi kiếm tổng lẻ. Ừ. Ở đâu quý? Cô là nó từ trời. Nó kiếm từ đâu tới đâu để nó đi tìm cái tổng lẻ. Từ lúc mình khai báo con. Khai báo là chỗ nào? Này là mình phải viết lên trên à. Thì viết lên trên là viết ở đâu? Trước hàm men. Vậy bây giờ tôi muốn để sau hàm men thì sao? Để sau hàm men cũng vẫn được mà. Nhưng mà tôi phải có cái gì? Cô phải nếu muốn định nghĩa sau khai báo rồi. Thì khai báo là sao? Cái đồng chí khác mà ngồi nhắn qua người chỉ cho bạn mình theo cái kiểu đó là ngồi mớn mồi cho nó là bạn đang hại nó chứ không phải bạn đang giúp nó nha. Mai mốt đi làm hay là cái gì đó sau này với bạn không có ngồi kế bên cận nó và bạn ngồi bạn chỉ cho nó cả đời được đâu. Rồi xong chưa?
Rồi anh biên dịch lại đi. Rồi nó báo lỗi gì? Cái là tổng phải được trả về. Tổng phải được trả về. Nhưng bây giờ tổng là đứa nào? Di chuyển tới đứa đó coi. Trời anh ơi, tôi đang nói anh là gọi tổng lẻ mà. Thì ngay đó là cứ để tổng lẻ thôi, chứ trong khi bây giờ nó đang bắt tổng thì tức là nó đang bắt đứa nào? Đứa nào là đứa tổng? Trong nguyên cái bài này đứa nào đang là tổng? Đây. Rồi vậy là nó bắt lỗi, đó là lỗi trong cái hàm này phải làm sao? Dạ, phải có anh phải trả về nè. Vậy biết cái lệnh trả về đó ở đâu? Anh biết ngay đó là tôi cho anh rớt môn ngay tại chỗ luôn. Nãy giờ làm quá trời quá đất. Trong vòng lặp quay mới lần lặp đầu tiên mà cho return làm ơn enter xuống dòng giùm tôi đi. Trong đây nó đâu có tính phí cái việc đó là xuống dòng đâu. Enter xuống. Rồi gõ câu lệnh return đi. Các bạn mà coding theo kiểu ẩu tả như thế này, tôi nói thiệt nha, năm thứ ba không có nơi thực tập được đâu. Tại vì đi phỏng vấn interview á, rớt ngay từ vòng chuyên môn rồi. Đừng nói chi đó là nó coi tính cái việc đó là cái thông tin của các bạn khác rồi nó, hay là nó check thêm soft skill gì. Vòng chuyên môn là out rồi. Rồi bạn tự check kết quả coi, zoom to lên dùm cho tôi cái màn hình này, đè control đẩy con lăn con chuột đi lên. Rồi, nhiêu đây? Nhập giá trị là 7. Tổng từ 1 tới 7. Thì có con số 3, phải không? Dạ, sai. Tại sao sai? Thì không phải. Kết quả đúng đó là mấy? Cô là là 28 à. 28, tại sao ra 28 vậy? Nó là những đứa nào cộng nhau, nói tôi nghe coi. À, tổng lẻ. Tổng lẻ là chín à. Là chín là đứa nào cộng đứa nào mà ra chín? Có tổng lẻ là 16 cơ, từ 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 à. Vậy nó không phải là 3 đúng không? Dạ. À, nếu mà chia hết cho 3 thì đúng rồi. Chương trình của bạn đang làm cái gì thì bạn trả kết quả cho tôi, đó là nó đúng hay nó sai. Chứ giờ bạn cứ ngồi bạn nói là hồi đúng hồi sai. Rồi, đúng rồi, đúng rồi coi. Tắt màn hình đi. Đánh cả bây giờ ngồi kiểm chứng chương trình mình biết mà còn không biết đó là mình kiểm chứng đúng hay sai. Tôi chưa có kêu anh dừng màn hình anh. Cái thái độ gì kỳ cục vậy? Lớp đang xem màn hình của bạn, tự nhiên cái xong cái bạn tắt một cái thì làm sao mà nó coi, nó quan sát được. Anh gọi anh tự tắt là tắt màn hình. Rồi trong lớp các bạn nào thắc mắc gì với lại bài số 4 không? Thông qua bài này tôi đang nói rất nhiều thứ rồi đó nha. Thứ nhất, trình tự, nếu trong trường hợp định nghĩa sau main, nhớ dùm khai báo trước, định nghĩa sau. Thứ hai, không có đặt trùng tên giữa tên hàm với lại tên biến. Thứ ba, thông qua cái việc này xác định lại các bước. Rồi bây giờ bạn có thấy đó là cái bài mà bạn nói trước đó, bây giờ tôi hỏi lại một câu nữa nè. Cái bài trước đó có phải bạn làm không? Hay là bạn copy paste? Dạ em làm phần tổng cô. Phần tổng tại sao nó cũng không có return? Không kiểm chứng dạ. Chương trình chi chạy luôn à? Em chứ hồi nãy bạn thấy bạn vừa mới control F7 là nó báo lỗi đó. Anh nói cái chỗ nào anh cũng hở sườn ra là anh copy paste bài hết á. Mà nãy giờ tôi cho rất nhiều lần cơ hội của cái việc là anh tự thú nhận đó là anh không có làm bài mà là anh copy paste.
nhưng mà anh cố ý là anh không thừa nhận. Nhưng mà hệ giống y chang như nói vui vui á nha, mà giống y chang như các bạn đang giấu đầu lòi đuôi á, tôi hỏi một hai câu là lòi ra hết trơn, mà không tự thừa nhận là mình không phải là người làm bài. Trong khi tới chừng mà cô kêu ngồi viết định nghĩa lại một cái hàm, nó tương tự như vậy, vòng lặp for còn không nhớ cú pháp, tôi phải nhắc từng chỗ, thì bạn cho tôi một cái cơ sở rồi đó để tôi tin là bài hồi nãy là do bạn làm không? Giống như chàng bạn nói với người khác tôi giỏi toán lắm, nhưng mà người khác nó hỏi câu 1 cộng 1 bằng mấy không trả lời được. Hồi nãy bạn đang rơi vào tình trạng đó đó. Cho nên hồi nãy giờ tôi tạo cho bạn rất nhiều cơ hội, khi mà tôi hỏi đó là tôi hỏi thiệt là bạn tự thừa nhận đi có phải bạn làm hay không. Nhưng bạn vẫn cố ý bạn nói là bạn làm, thì bạn đang là vô tình hình ảnh của bạn á, nó trở thành cái việc đó là dở khóc dở cười như vậy đó. Sau này các bạn đây là bài học cho các bạn đi làm luôn. Các bạn bước vào công ty không có ai ngồi che chở cho bạn vào lúc đó đâu. Bạn ngồi bạn coding, bạn chỉ nhận requirement, cái yêu cầu từ sếp thôi, từ cái anh chàng leader của bạn thôi. Bạn ngồi bạn code mà bạn code không ra đó, bạn nói một câu đó là không, đoạn này làm được, ai tin bạn? Hồi nãy giờ tôi đang ngồi nguyên nhân tại sao tôi bắt bạn định nghĩa cho tôi một cái hàm khác, đó là tôi muốn thử coi bạn, kiến thức của bạn như thế nào, và báo động luôn, kiến thức của bạn không có gì hết. Cú pháp form này còn không nhớ cú pháp. Vậy tôi có điều kiện cơ sở để tôi tin là cái bài hồi nãy bạn không làm. Ha, báo trước. Và nói như thế này nè. Mới những năm đầu tiên bạn chưa có những môn bài tập lớn. Chứ những cái môn sau bạn sẽ có những cái bài tập lớn, các bạn phải ngồi code. Các bạn đi lên các bạn thuyết trình với thầy cô mà các bạn ngồi các bạn cứ lấp liếm, các bạn nói không đoạn này em làm, đoạn này em làm. Thầy cô hỏi vài câu là thầy cô biết à. Và thậm chí là cái code các bạn mở ra tôi biết các bạn copy từ nguồn nào nữa cơ. Cho nên là đừng có qua mặt bằng kiểu này, mà học ngành nghiêm túc lại đi. Chứ bây giờ học theo kiểu chạy số lượng, trong khi chất lượng không có cái gì hết trơn. Làm bài đơn giản đó mới cho cái yêu cầu tính tổng lẻ. Biết cái for biết không xong, hồi nãy còn y nhóm bằng 1 nữa chứ. Cho nên tôi mới nói với các bạn á, cái gì nó cũng có giới hạn. Hồi nãy giờ tôi đang rất cố gắng kiềm chế, tôi không la bạn, mà tôi ngồi tôi nhắc bạn từng đoạn để cho bạn có thể làm được bài đó. Hy vọng là bạn hiểu. Chứ còn nói ở trên trời dưới đất ai nói cũng hay hết á. Tới chừng ngồi code một cái đơn giản như vậy đó, giống như trang tôi hỏi các bạn 1 cộng 1 bằng mấy đó. Sau này khi các bạn học tới năm 3, năm 4, các bạn mới thấy là những cái này nó có phải là giống như 1 cộng 1 của năm lớp 1 không? Mà làm không ra, mà cái gốc làm không ra, thì những cái trên ngọn bây giờ làm sao mà với tới được. Cảnh báo với lớp, những bạn nào đang học theo kiểu này tự rút kinh nghiệm. Còn số lượng bài mà nãy giờ các bạn thấy khi cô sửa bài cho bạn mình á, cô nhắc từng phần thì nó chính là cái phần kiến thức mà các bạn tích lũy được đó. Và vô tình đó là nó cũng tổng hợp dựa trên nó để nó đi tiếp. Chứ không phải là bạn khác nó ngồi nó nghe là nó cũng công cốc đâu. Dĩ nhiên nếu bạn nào làm tốt thì dĩ nhiên phải chịu khó ngồi nghe một xíu rồi. Chứ bây giờ hỏi tới đâu là cũng thế này hết. Rồi các bạn khác như vậy từ bài 1 tới bài số 5. Có bạn nào thắc mắc gì hay không? Hay là ngay cả cái bài này của bạn mình? Để một vài phút bạn nào thắc mắc thì nêu. Làm ơn thắc mắc thì nêu. Chứ cứ ngồi im im tới chừng kêu làm bài tập, không biết làm cái gì hết trơn. Hoặc là ngồi cái dạng như vậy nè, là tôi xài đúng bằng cái từ đó là các bạn học copy paste, chứ bạn không phải ngồi học lập trình. Còn đỡ hơn copy paste là ngồi nhịn bên gõ bên, thì cái đó là ngồi học luyện gõ bàn phím để cho gõ cho nó nhanh thôi, chứ không có tư duy cái gì hết trơn. Chứ không phải giống như là lớp 11 cái thói quen các bạn là nghỉ học Pascal đó, em học cho nó xong, em học thuộc cái thế này thế kia, tôi báo trước ha. Bạn nào học như vậy giống như trang, bạn tự đào thải bạn ra khỏi cái ngành nghề, chưa chắc bạn ra trường được, tôi báo trước. Không có chuyện là vào trường là nhất thiết là sẽ ra được đâu nha. Nó còn tùy thuộc rất nhiều vào cái việc học của các bạn. Học không nghiêm túc
thì đừng trách tại sao đó là môn đó mình rớt. Và tôi không có nể tình gì đâu nha, tôi báo trước nha. Nên mỗi lần có điểm của môn xong làm ơn đừng có gửi mail cô cho em xin điểm, không bao giờ chuyện đó xảy ra. Đúng chứ? Toàn bộ trong quá trình học không cố gắng, đó là kết quả mà sẽ phải nhận được. Và thi cuối kỳ là bài thi trên máy. Bài nào khi biên dịch có lỗi, mặc định câu đó không điểm. Bạn tạo sản phẩm cho khách hàng, bạn tạo ra một sản phẩm phần mềm, lỗi bạn dám đem đi đưa khách hàng xài không? Mà nếu bạn sửa không ra, bạn tạo ra không được sản phẩm, bạn trễ hạn sản phẩm, bạn vi phạm hợp đồng, thì công ty của bạn vi phạm hợp đồng. Đền hợp đồng như thế nào thì có thể là hiểu được thông qua pháp luật hồi đó học lớp 12 rồi đó. Cho nên không phải ngồi chơi chơi, nói theo kiểu là em coding theo kiểu chơi, không có. Nha. Rồi. Còn ai thắc mắc gì không? Nếu không bạn mình nó dừng màn hình được chưa? Lớp. Bạn mình nó dừng màn hình được chưa? Rồi vậy bạn mình nó dừng màn hình nha. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ cô nói tiếp từ bài số 6 với bài số 7. Được chưa? Tôi mượn quyền xem màn hình lại nha. Rồi bây giờ đi bài 6 với lại bài 7. Bài số 6 yêu cầu xây dựng một cái hàm tính số đảo ngược của một số nguyên dương N. Như vậy bây giờ cũng xác định theo 4 bước giùm tôi. Bước số 1 á, xác định cái hàm này mục tiêu nó dùng để làm cái gì. Thì cái hàm này là yêu cầu tính số đảo ngược, chứ không phải là xuất số đảo ngược, cũng không phải là nhập số nguyên dương N. Mà hàm này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tính số đảo ngược. Mỗi một hàm chỉ thực hiện một chức năng, không có cái chuyện hàm đa chức năng. À, vậy như vậy bây giờ tính số đảo ngược đó là cái mục tiêu của hàm. Thì dựa trên đó đặt cái tên hàm đi, ví dụ hàm tìm số đảo ngược gì đó. Rồi bước 2, xác định thành phần input. Mối tính số đảo ngược của số nguyên dương N thì phải truyền được cái thằng N đó vào. Và mình xác định luôn, cái N này truyền vào cần thăm trị hay thăm biến. Thăm trị là gì? Là nơi gọi hàm, copy giá trị của đối số, truyền qua cho cái thằng bên thăm số hình thức ở bên hàm. Rồi nó lấy giá trị copy nên nó đi tính toán, nó xử lý. Còn cái anh ở bên nơi gọi hàm á, không có biến đổi gì hết. Tạm gọi hai bên là nước sông không phạm nước giếng. Nhớ cái từ đó giùm. Được chưa? Biến đổi cái gì là biến đổi bên thăm số hình thức. Bên đối số không thay đổi. Còn nếu như bạn cần những cái gì mà thằng thăm số hình thức bị thay đổi, bên main nó cũng phải được thay đổi theo. Thì anh đó nó chính là tính chất của thăm biến. Tức là thăm số hình thức sẽ tham biến, tức là tham chiếu đó, đến cái giá trị địa chỉ của cái biến ở bên đối số. Nói nôm nè, nó chạy qua cái vị trí địa chỉ đó nó làm. Mà nó làm việc ở chính địa chỉ đó thì tức là nó cũng thay đổi giá trị của đối số theo những cái gì mà nó thay đổi trong hàm luôn. Như vậy trong trường hợp này xác định để tìm số đảo ngược của một số nguyên dương N thì N này sẽ là tham trị hay là tham biến? Tham trị hay tham biến? Không đến nào trả lời. Là tham trị cô. Tham trị hay tham biến em? Dạ tham trị cô. Tham trị, tại vì sao? Bạn không có cần thay đổi con số đó. Tôi muốn giữ giá trị gốc chứ nó không có nói là nhận vào một đứa trả ra đúng giá trị số đó nhưng mà được đảo ngược. Tức là mình sẽ tính một số đảo ngược ra khác. Như vậy ví dụ như ở bên hàm main tôi nhập vào một giá trị số nguyên dương là con số 352. Thì coi như cái hàm mà tính toán này nè, nó nhận 352 vào. Rồi nó sẽ trả ra cho mình con số là 253. Mình lấy kết quả đó, mình đi lấy tính toán xử lý cái gì đó. Như vậy anh này chỉ cần thăm trị thôi, không cần thăm biến. Rồi đó là coi như mình xác định bước 2. Bước 3, trả về cái gì? Trả về số đảo ngược. Số đảo ngược của một số nguyên dương thì nó cũng là số nguyên dương thôi. Đúng chưa? Các bước để tính là gì? Phải tách được từng chữ số. Cái việc các bước tính thì mình tính từ cái thời của chương số 3. Là bạn phải tách được từng chữ số.
mỗi một lần có được một chữ số tính từ hàng đơn vị tách qua. Mình sẽ lấy số đảo ngược trước đó nhân cho 10 cộng thêm chữ số mới tách được. Với điều kiện trước khi vòng lặp đã diễn ra thì số đảo ngược phải được khởi tạo trước bằng 0. Đó là công thức tính. Rồi tính xong hết, trả về giá trị số đảo ngược. Đó là mình phân tích 4 bước. Vậy bây giờ dựa trên đó khi mình cài đặt thì mình sao? Đầu tiên đưa mấy cái chỉ thị tiền xử lý vào đúng chưa? Rồi, đây. Bây giờ xác định cái hàm. Một là nếu muốn định nghĩa nhiều hàm thì mình khai báo trước. Rồi mình viết main thì là có thể gọi được, còn định nghĩa thì phía dưới main. Cách thứ hai, nếu thấy ít hàm, định nghĩa luôn từ đầu. Như vậy ở đây tôi thấy có ít hàm, tôi định nghĩa luôn. Hàm này trả về kiểu số nguyên. Anh này là tính số đảo ngược. Đúng chưa? Tính số đảo ngược. Và nhận vào một con số nguyên dương n. Anh chị đặt n cũng được, đặt tên khác cũng được, miễn sao phải đảm bảo ngay đó là một con số nguyên. Còn nguyên dương thì mình sẽ kiểm soát bên dữ liệu đầu vào. Phải chưa? Như vậy ở đây vô đây là coi như mình tin tưởng n là nguyên dương rồi. Cho nên mình sẽ khai báo một giá trị là số đảo ngược, tôi cho bằng 0 trước. Bắt đầu tôi tách chữ số là tôi lấy thằng n. Lúc này n nó được nhận giá trị copy từ nơi gọi hàm đó. Nó nhận giá trị qua đây. Nó biến đổi cái gì là của thằng n ở bên cái hàm tính số đảo ngược này, không có dính gì với là cái giá trị số đó ở bên nơi gọi hàm. Như vậy mình biến đổi không cần phải dùng biến tạm nữa, làm gì mất công. Trong khi n của mình còn lớn hơn không, thì mình thực hiện công việc gì? Mình thực hiện công việc á là mình tách chữ số và mình tính vào số đảo ngược. Như vậy cứ lấy số đảo ngược trước đó nhân cho 10 cộng chữ số tách được chính là n này phần trăm cho 10. Sau đó n được chặt bỏ bớt đi cái phần hàng đơn vị, tức là chia nó lấy nguyên cho 10. Thực hiện xong thì sao? Mình return về số đảo ngược, tại vì hàm này là hàm có kiểu trở về. Như vậy đây là các bước tính. Rồi vậy n dĩ nhiên chạy xong cái này nè, n chắc chắn là bằng 0. Nhưng mà nó chỉ là cái thằng tham số hình thức thôi. Hết cái hàm này hỏi n là bao nhiêu nó đâu có biết đâu. Cho nên không cần phải lo. Bây giờ xuống tới main thì mình phải đảm bảo n gọi được, n phải là nguyên dương. Thì cái việc xử lý nguyên dương giống như hồi nãy bạn mình tôi đã hướng dẫn nó làm đó, thì các bạn nhớ lại cái đoạn đó. Như vậy ở đây bạn khai báo thêm miếng n cũng được. N bên đây là n trong phạm vi từ vị trí khai báo cho đến khi hết main, không có dính gì tới thằng n bên hàm tính số đảo ngược hết. Như vậy ở đây tiếp tục cho nhập n phải không? Rồi cho nhập n, bạn tự xử lý cái đoạn đó nha. Các bạn quen rồi cho nên tôi để cho các bạn tự xử lý. Tôi giả sử tôi gán luôn đi, n bằng 452. Tôi gọi hàm cho nó nhanh. Còn các bạn thì phải nhập n là nguyên dương. Nếu đảm bảo nguyên dương thì nó mới dừng cái việc nhập, nó cho gọi hàm. Phải chưa? Bây giờ tôi lấy luôn cái kết quả tôi đi xuất thôi. Tại vì anh này là hàm có kiểu trở về. Tôi xuất, tôi nói n có số đảo ngược là nhiêu? Là cái kết quả của cái việc gọi hàm tính số đảo ngược của cái thằng n này. Rồi, vậy thôi. Ctrl F7 nè, biên dịch. Rồi, Ctrl F5, thực thi. Rồi, đây. 452 có số đảo ngược là 254. Dĩ nhiên, nếu anh này là 450, nó chỉ trả ra số đảo ngược là 54 thôi nha. Tại vì số 0 ở phía trước thì tự động là nó mất. Tại vì số 0 phía trước một con số nguyên dương là coi như nó tồn tại cái việc đó là không có, phải chưa? Như vậy đây là cách gọi hàm. Dĩ nhiên bạn có thể gọi anh này gán vào một cái biến. Biến đó là biến kết quả chẳng hạn, biến nó cũng phải là kiểu số nguyên. Rồi sau đó bạn lấy kết quả đó bạn đi xuất ra cũng được. Hoặc ví dụ trong bài khác cần lấy anh đó để tính toán tiếp cũng được. Như vậy đây là cách xây dựng đối với bài số 6. Rồi dừng vài phút, có đồng chí nào thắc mắc cái gì không?
Rồi bài số 6 được chưa? Nghe được cô ơi. Rồi mình qua bài số 7. Viết hàm kiểm tra số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không? Chỉ số nguyên thôi ha. Vậy hàm này nhận vào là một con số nguyên, có thể nguyên âm, có thể nguyên dương, cũng có thể là con số 0. Bạn kiểm tra coi n có phải là số nguyên tố hay không. Hàm này nó sẽ trả về true nếu n đúng là số nguyên tố, và trả về là false nếu n không phải là số nguyên tố. Sau đó đó, bạn viết chương trình để bạn gọi cái hàm đó bạn kiểm tra. Tức là bạn kiểm tra kết quả của nó coi có phù hợp hay không. Như vậy thì bây giờ làm sao? Phân tích các bước. Hàm này nhận nhiệm vụ kiểm tra một con số nguyên có phải nguyên tố hay không. Bước 2, đầu vào chắc chắn là phải đưa số nguyên đó vào. Như vậy tức là đầu vào chỉ cần có một tham số là một thằng số nguyên n nào đó. Bước 3, kiểu trả về. Hàm này trả về kết quả đúng hoặc là sai, tức là hễ gọi kiểm tra thì tức là bạn trả về đúng hoặc sai. Thì có hai trạng thái để có thể trả về. Một là bạn trả về theo kiểu luận lý, tức là kiểu bool, return true hoặc là return false, được chưa? Thứ hai là bạn xài cái gì? Bạn xài kiểu int cũng được, nhưng bạn phải tự có cái quy định là không á thì là tương đương với lại false, còn một là tương khác không thì nó sẽ là true thôi. Để làm gì? Tại vì ở nơi gọi hàm á, mình sẽ sử dụng cái kết quả trả về đó là true hay false để mình trả ra cái giá trị tương ứng, là nó là nguyên tố hay nó không là nguyên tố, chứ bạn không có được xuất ở trong hàm. Tại vì hàm này nó nói là hàm phải trả về, được chưa? Cho nên không có xài CL ở trong hàm. Như vậy bây giờ mình kiểm tra số nguyên tố thôi, đúng chưa? Nhưng mà dựa trên nó nè. Rồi giả sử tôi xài kiểu bool đi, được chưa? Đây tôi gom gọn cái hàm này lại. Rồi kiểu bool, anh này đó là gì? Kiểm tra số nguyên tố, nhận vào con số nguyên n. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình đi kiểm tra. Thay vì phải dùng miếng lá cờ, phải dùng tính chất của câu lệnh return đi. Tôi chỉ cần đó là nếu như cái con số nguyên dương này mà nếu nó là nhỏ hơn 2 thì chắc chắn nó không phải nguyên tố, tôi trả luôn kết quả là false. Còn nếu nó từ 2 trở lên thì tôi mới đi chạy trong khoảng cách từ 2 đến căn bậc 2, hoặc mọi người được quyền kiểm tra. Nếu nó bằng 2 trả thẳng kết quả là true. Phải chưa? Tại vì 2 là số nguyên tố đầu tiên. Còn trừ khi chừng nào nó lớn hơn 2 thì mọi người cho nó kiểm tra thì cũng được. Đó là cái gì? Chạy từ 2 đến căn bậc 2 của nó. Nếu như có một đứa nào nó chia hết trong phạm vi từ 2 đến căn bậc 2 thì bạn trả liền giá trị ra là false. Tức là phát xác định được một đứa không phải là nguyên tố. Còn chừng nào mà nó chạy hết nguyên cái đoạn đó mà nó không có lần nào bị return về false, tức là nó chưa ngưng hàm, thì mình mới làm sao? Nó chạy coi như không chia hết cho ai thì mình sẽ return về là true, tức nó là số nguyên tố đó, nó chỉ có thể chia hết cho một và chính đó thôi. Cho nên lúc này tận dụng câu lệnh return thì khỏi phải xài biến lá cờ, cũng khỏi có thể sử dụng giá trị của thằng y để mình đi kiểm tra hay là mình làm cái gì hết, do mình tận dụng được tính chất lệnh trả về của hàm. Như vậy ở đây sau đây, nếu n nhỏ hơn 2, tôi return thẳng về là gì? False, tức nó không phải là nguyên tố. Mà nếu nó return false là phía sau có lệnh gì nó không quan tâm đâu. Như vậy thì coi như sao? Là chắc chắn nó ngưng hàm. Bạn cũng có thể kiểm tra nếu n bằng 2 return true, còn không thì bạn thực hiện luôn cái lệnh phía dưới. Tại vì mình cũng cho nó chạy từ 2 cho đến nhỏ bằng căn bậc 2 của nó, chính là n nhân cho 1.0, tại vì SPRT yêu cầu nhận vào double. Mỗi lần dạy tăng một đơn vị. Ở đây khỏi phải xài while luôn cũng được, tại vì nếu chỉ cần bắt cặp một đứa chia hết là mình ngưng hàm trả luôn kết quả, cho nên nó thoải mái hơn rất nhiều so với là cái việc các bạn đi để ở trong mạng. Chỉ cần n phần trăm cho y bằng không, tức chia hết, tôi return liền giá trị là gì? False, tức là nó không phải. Còn chừng nào nó chạy hết nguyên cái anh này nè, nó không có bị return false, tức là không có ngưng hàm, thì mình sẽ làm sao? Return true. Như vậy nếu như vô gặp đứa đầu tiên mà nó chia không hết thì nó không return false. Mà lỡ lần sau nó lên 3, cái thằng n này nó chia hết thì nó ngưng liền rồi bạn.
nó ngưng liền chứ nó không còn quan tâm mấy lần lặp phía sau, cũng không quan tâm lệnh còn lại là lệnh return choose gì cả. Trừ khi chừng nào tất cả trong nguyên cái giải này nó không chỉ hết cho ai, thì tức là cái if này không có được thỏa điều kiện là đúng nè, thì nó không có thực hiện là return false, cho nên nó sẽ ngừng khi thằng n, thằng y của bạn nè nó lớn hơn căn bậc 2 luôn, thì khi đó bạn return value choose. Cái lệnh này nó khác hoàn toàn với cái này nha, các đồng chí làm ơn cẩn thận giùm tôi nha. Anh này có đứa nào mà nó để vậy nè, là lần lập đầu tiên là hàm này nó ngưng rồi. Ví dụ đi, con số 9, 9 thì bạn sẽ chạy từ 2 cho đến căn bậc 2 của nó là bạn chạy 2 với bạn chạy 3. Vậy nếu như lấy 9% cho 2, không có bằng 0. Cái do cái lệnh này là if else mà. Vậy anh này sai xuống L, return choose, sai mất tiêu rồi, là nó ngưng hàm luôn rồi. Nó báo 9 là số nguyên tố, là sai. Phải chưa? Cho nên trong trường hợp này làm ơn, nếu if L đặt trong vòng lập, cân nhắc. Tại vì nếu như if L ở trong mỗi lần lập đều có, nó để return hết, thì coi như là lần lập đầu tiên là nó dừng hàm rồi đó. Còn anh này là tôi đang muốn, nếu như nguyên cái hàm này không có một trạng thái nào để dừng, nó chạy hết, chạy hết nguyên cái vòng lập, thì nó mới là báo return về là choose. Như vậy dưới đây, bây giờ muốn kiểm chứng kết quả. Dĩ nhiên bạn cũng phải cho N, bạn nhập N phải không? Đó, giờ nhập N là số nguyên dương thôi. Như vậy thì Cout với Cin thôi. Anh này là gì? Nhập số nguyên. Rồi đó, người dùng nó nhập là nhiều, mình nhớ vào N. Mình truyền N này vào trong cái hàm kiểm tra số nguyên tố. Giờ mình phải xử lý, tại vì nó trở về true hoặc là false. Như vậy phải xử lý thì sao? Nếu như, rồi, kiểm tra số nguyên tố của N mà kết quả nó trở về là true, tức là nó là đúng, mà tôi viết tắt thì tôi viết như vậy, tức là bằng bằng true đó, thì bạn sẽ xuất ra là gì? N này của bạn, nó sao? Nó là số nguyên tố. Còn nếu như ngược lại, tức là kết quả trở về mà là false, thì mình báo là gì? N này không là số nguyên tố. Như vậy đây là cái việc bạn kiểm tra một số nguyên có phải số nguyên tố hay không. Rồi check kết quả nè. Và bây giờ giả sử tôi nhập số 21. 21 không phải số nguyên tố đúng không? Tại vì nó ngoài 1,21 nó còn chỉ hết cho 3, cho 7 nữa. Mà đụng 3 là coi như nó đủ cơ sở để nó khẳng định nó không phải là nguyên tố rồi. Tiếp tục check lại. Nhập số nguyên ví dụ như là số 17 đi. 17 là số nguyên tố đó. Đó, nó là số nguyên tố. Rồi. Vậy đây là cái hàm của cái bài số 7. Thì rõ ràng nếu mà mình tách ra thành function thì nó gọn hơn nhiều so với là cái việc đó làm sao. Các bạn sẽ thực hiện trong mỗi một cái anh đó là gì? Hàm này. Rồi, dành ra một vài phút. Ai thắc mắc thì nào. Rồi, đó là xong 7 bài đầu tiên, 7 bài cơ bản. Bây giờ mình sang các bài còn lại nè. Bài số 8. Thì bạn thấy câu A với câu B thì các bạn có thể tự làm được rồi. Nó cũng tương tự cái việc đó là tính chu vi diện tích hình chữ nhật. Nhưng mà anh này nó sướng hơn, nó là nó chỉ cần nhập số đo của cạnh là đủ thôi, phải không? Để tách ra thành hai hàm. Bài số 8, bạn suy nghĩ câu C cho cô. Xuất một cái hàm xuất hình vuông rỗng, như vậy là cái hàm này là xuất luôn ở trong hàm, cho nên như vậy hàm này không có cần trở về cái gì hết, đồng nghĩa với việc hàm này kiểu vôi. Nhưng mà nó phải nhận vào hai thông tin, số đo của cạnh và ký tự cần xuất. Tức là ví dụ bạn muốn xuất hình vuông rỗng này là dấu sao, hay là bằng dấu a cộng, hay là dấu thăng, vân vân. Như vậy thì thành phần đầu vào tham số nó phải có tới hai đứa,
Một cái là số đo cạnh, mà cạnh này phải là số nguyên, tại vì không có xuất được phân nửa ký tự hay là 0.7 ký tự được. Và thành phần thứ hai là cái ký tự cần xuất, tức là nó là kiểu chas. Sau đó bạn nhận thông tin vào, bạn xử lý cái đoạn chương trình của bạn như thế nào đó để cho nó có thể xuất được. Nhưng mà hàm này thì không cần phải trả về, phải chưa? Vậy như vậy bạn xử lý bên trong để cho ra anh này. Bài số 9, bạn về nhà bạn tự rèn luyện được. Tại vì nó là tổng các chữ số thì là nó tương tự đảo ngược hồi nãy. Nhưng mà thay vì tính đảo ngược thì bây giờ mỗi lần tách được một chữ số thì bạn cộng dồn vào. Rồi bạn return về thôi. Được chưa? Bây giờ bạn quan sát và bạn suy nghĩ cho cô câu số 8C. Câu số 10. Được chưa? Còn câu số 11 một xíu thì cô sẽ gợi ý. Rồi, bây giờ suy nghĩ 8C với lại câu số 10. Cho các bạn 10 phút. Các bạn suy nghĩ để các bạn làm nha. Và xong sau đó cô sẽ gọi để coi các bạn giải quyết như thế nào. Rồi làm bài cho 10 phút. Thì bây giờ là tới 3 giờ 15 đi ha. Chịu khó hôm nay nghỉ trễ một tí.
Rồi, điểm danh, thấy có một mớ người ao ra. Tôi tiến hành điểm danh. Điểm danh lại. Đồng chí nào không xuất hiện, tôi tiếp tục cho anh này bắn. Đó là cái tội, đó là học giữa chừng ao ra. Nguyễn Hoàng Duy. Dạ có em. Trần Lê Dương. Dạ có. Bùi Quang Huy. Xin phép. Nguyễn Khánh Hưng. Dạ có. Huỳnh Vĩ Khang. Dạ có. Nguyễn Lê Đăng Khoa. Dạ có. Nguyễn Trương Xuân Nghiêm. Dạ có. Thái Vĩnh Nhân. Dạ có. Nguyễn Thảo Nhi. Dạ có. Nguyễn Đức Phong là xin phép. Mai Đào Như Phương. Dạ có, dạ có. Rồi, Nguyễn Đỗ Minh Quân. Dạ có, dạ có. Nguyễn Chí Sâm. Dạ có. Nguyễn Hữu Tâm. Vắng. Đinh Hữu Thái. Đinh Hữu Thái. Vắng. Nốt lại. Tôi cho một cái comment vô. Ở giữa giờ. Không chí này. Phía trước. Trời, lớp khó luôn đó. Trương Lâm Quốc Thái. Là xin phép. Nguyễn Tấn Thịnh. Dạ có, dạ có cô ơi. Nguyễn Quốc Thống. Dạ có. Lưu Bàn Thuấn. Có. Trần Nghĩa Tuấn. Trần Nghĩa Tuấn. Vắng. Tương tự ở trên. Copy. Bắt. Nguyễn Văn Biên. Dạ có. Nguyễn Tiến Hoàng Nhật. Dạ có. Nguyễn Hoàng Thắng. Dạ có cô ơi. Hồ Đắc Minh Hoàng là xin phép. Nguyễn Phước Khang. Dạ cô ơi, bạn này có chat ở trong chat, xin đi chết vaccine nữa cô. Nguyễn Phước Khang có không? À rồi, bạn xin từ hồi 2:10 đúng không? Rồi, tôi cho nghỉ sớm thôi, bình thường. Đinh Trí Kiên. Dạ có. Châu Hoàng Kiệt. Dạ có. Và My là xin phép. Nguyễn Hoàng Nhật. Dạ có. Đặng Trần Thiên Phúc. Dạ có ơi. Rồi, Nguyễn Phú Quý. Dạ có. Bùi Thanh Sơn xin phép. Thanh Thảo xin phép. Phan Hữu Thịnh. Dạ có. Phước Tiến. Dạ có em. Trần Quốc Tuấn. Dạ có. Thúy Vi. Dạ có. Rồi, bây giờ đâu một bạn cho cô coi cái câu 8C á, bạn sẽ xây dựng như thế nào. Hôm trước thì mình có cái hình chữ nhật rồi đúng không? Và mình cũng nói cái hình chữ nhật rỗng rồi. Nó dựa trên nguyên tắc gì các bạn? Nguyên tắc đó là dòng đầu, dòng cuối. Mà nếu như không phải dòng đầu, dòng cuối thì rơi vào những cái dòng khác á, thì sẽ là cột đầu với lại cột cuối. Phải chưa? Rồi, đâu? Rồi ngẫu nhiên ha. Số 26, Đinh Chí Kim. Dạ, đợi một chút nha cô. Rồi. Để tôi dừng xe cho bạn dễ xe ha. Rồi. Dạ. Cô, đây, cô thấy bài em chưa cô? Phóng to cái code lên được không bạn? Nhỏ quá không thấy. Để em chút. Thấy chưa cô? Thì được chưa cô?
Rồi đỡ hơn một xíu. Rồi bạn nào đi. Cái này là cái câu C của em rồi cô. Ủa sao lúc nào cũng lại xuất dấu sao? Cái ký tự người ta muốn xuất đâu? Dạ. Cái ký tự người ta muốn xuất đâu? Ủa hôm bữa cô chỉ lớp này cái cách xuất hình chữ nhật rồi phải không? Dạ. Cái này em làm lâu lâu lắm rồi cô, làm từ lúc ấy rồi. Vậy thì nãy giờ cho làm lại sao không chịu ngồi làm? Này ký tự mà người ta muốn xuất đâu? Tức là ví dụ người ta được phép nhập vô ký tự, người ta không thích dấu sao, người ta nhập cái ký tự oa còng mà. Mà biết cốt cái gì mà nó ngang tràn vậy? Dạ. Yeah. Là sao? Hả? Làm lâu rồi thì nãy giờ cho thời gian sao không chịu ngồi tập trung làm em? Dạ nãy cũng không có để giống cô. Em thấy cái đề vậy cũng không... Rồi tôi ngồi tôi phân tích cho đã xong rồi nhờ bạn. Rồi vậy cái bài số 10 đâu? Bài số 10 hả cô? Để đợi chút. Đồng chí cứ có cái tật em làm sai mà cứ không bao giờ ngồi coi cái bài hết, lạ lùng ghê. Đây cô. Rồi bài số 10 là gì đây? Cái số hoàn thiện gì cô? Em ơi. Dạ. Yeah. Hàm bài số 10 là hàm kêu kiểm tra có một số có phải là số hoàn thiện hay không, chứ có kêu em là xuất cái kết quả trong hàm không. Em làm như vậy là em đi thi, hoặc là em đi làm tôi cho em không điểm luôn á. Đi thi mà tôi gặp bài cái này là tôi cho không điểm. Tại vì sao? Hàm đa chức năng. Tự nhiên nhào vô bên trong mới đi xuất thẳng luôn á là số hoàn thiện hay không. Cái hàm người ta chỉ yêu cầu là kiểm tra có phải là số hoàn thiện hay không, chứ có kêu bạn là xuất ra cái kết quả nó có phải là số hoàn thiện hay không không? Vậy bạn viết như vậy rồi ai xài cái hàm này được? Lỡ như người ta muốn lấy kết quả số hoàn thiện là đúng hay sai để người ta phục vụ công việc tính toán khác rồi sao? Hai bài làm sai chưa? Mà hồi nãy giờ không chịu ngồi suy nghĩ, không chịu làm. Bảo là cứ bảo là làm trước mà làm sai mà. Ý y gì kỳ cục vậy? Dấu trừ nha, cái tội ý y. Yeah. Rồi, đâu cô gọi bạn khác coi. Rõ ràng cái đề người ta hồi nãy cô nói rất kỹ từ đầu giờ. Hàm một chức năng, hàm không được đa chức năng. Bạn có cái hàm đa chức năng rồi mấy mốt bạn đi làm với người khác á, làm sao ai xài chung hàm với bạn được. Tức là ví dụ người ta chia ra, cái đoạn chương trình nó module đó nó sẽ có 20 hàm. Bạn chịu trách nhiệm 5 hàm. Những người còn lại mỗi người 5 hàm, 3 hàm gì đó. Nhưng mà người ta có những chức năng người ta muốn gọi cái hàm của bạn, tại vì bạn đang nằm chung một module mà. Được chưa? Nhưng mà người ta muốn xài cái hàm của bạn. Trời ơi, bạn mà làm bạn khúc một cách lung tung mà muốn trả về cái gì rồi bạn muốn xuất cái gì xuất thì làm sao người khác xài lại được. Trong khi họ cần lấy kết quả để họ tính toán tiếp. Cho nên trong lập trình không có để một cái hàm mà nó đa chức năng. Nhắc từ đầu rồi đó. Kêu cái gì là làm đúng đó thôi. Hàm đó chức năng gì là làm đúng chức năng đó. Để có khả năng tái sử dụng lại hàm. Chứ còn code làm sao cho nó chạy thì ai code không được. Tôi nói thiệt luôn á, code làm sao cho nó chạy ai code cũng được. Nhưng vấn đề đó là, cái vấn đề nó nằm trong cái chữ đó, coding style, code cho đúng. Code chạy đúng là một đằng, đúng ở đây còn có nghĩa là đúng hoàn cảnh, đúng để có thể lắp ghép được ra một sản phẩm phần mềm. Chứ không phải đúng chỉ là cái kiểu, ồ, code cho nó chạy là sao. Lưu ý chuyện đó giùm. Bạn Kim tắt mic giùm. Rồi bạn khác số 8 Thái Vĩnh Nhân. Bạn Nhân đâu rồi bạn? Thái Vĩnh Nhân. Đây đang thấy có nick nha. Bạn Thái Vĩnh Nhân. Gọi lần thứ hai. Bạn Thái Vĩnh Nhân, gọi lần thứ ba. Rồi, vắng. Nãy thì có, tôi sẽ ghi vô, đó là treo nick. Rồi, vắng, bạn khác. Số 15. À, Đinh Hữu Thái thì bạn này ao sớm rồi. Vắng rồi. 32. Bùi Thanh Sơn thì đồng chí này có xin phép. Bạn khác
Quay lại số 13. Tiễn chí Sâm. Rồi bạn Sâm. Dạ 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 đếm xíu. Rồi bạn sẽ cái bài số 8C đi. Nhớ là phải có hồi nãy phân tích rồi, mình nói đầu vào nó có hai thông tin. Ủa 8C ấy cô. Thì nãy giờ nói 8 yêu cầu làm 8C mà bạn 8C có là câu số 10 mà. Dạ dạ em à. Đếm xíu. Tám C câu số 10 nằm bên bài thực hành. Ok. Dạ cô thấy chưa? Thấy rồi bạn. Xong cho cái post lên xíu. Rồi bây giờ ký tự người ta muốn xuất đâu, lúc nào cũng xuất dấu sao vậy? Dạ, để em sửa lại xíu. Mời bạn demo cho nó thực thi đi. Dạ, dạ để xíu, em sửa lại. Muốn gọi được cái hàm này bây giờ phải có hai thông tin, một là cái số đo của cạnh, hai phải là cái ký tự mà muốn xuất. À dạ. Bây giờ bạn có đủ thông tin chưa thì bạn mới gọi được. Hiếu hiếu ký tự. Không có cái chuyện giờ xin giùm bạn mình, bạn bạn mình hồi nãy giờ xong nó không làm gì xong bây giờ mới xin, không có chuyện đó ha. Để tôi được quyền, tôi có đủ cơ sở để tôi nói là tôi không tin cái lời nói của bạn mình, đúng chưa? Rồi bạn demo đi, nó báo cái lỗi gì vậy, nhỏ quá không có thấy được cái gì xuất hình vuông gì đó. Dạ function nó check truyền vô đủ chưa, gọi cái hàm kìa, cái lời gọi hàm, lời gọi hàm. Dạ cái lời gọi hàm thì ở bên main chứ đâu bên đây, bên đây là nơi định nghĩa, là chỗ nào gọi cái hàm xuất hình vuông sai. Dạ, gì nó cũng phải nhận một cái gì ta. Dạ dạ đếm chưa, đếm chưa. Mới giờ sửa xong cái hàm xuất hình vuông này cần bao nhiêu tham số, truyền đủ chưa? À dạ dạ. Sửa cho nhập thông tin đi, phải truyền vô cho đủ chứ, nó đang bắt lỗi là nó thiếu một argument hay cái gì phải không? Cái lỗi đó phải không? Dạ, dạ, nhỏ quá không thấy được, nó báo một argument, argument đó là tham số đó chứ còn gì nữa. Zoom to lên bạn. Dạ dạ dạ. Để control đẩy con lan con chuột đi lên. Rồi nhập ký tự đi, ví dụ giờ tôi thích dấu thăng, tôi thích xuất hình dấu thăng, có dấu thăng đi. Rồi số đo cạnh này ví dụ là 5 đi. Rồi đúng chưa? Rồi. Rồi được chưa đồng chí? Dạ 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 dạ. Lại cũng thêm một đồng chí ẩu không chịu ngồi sửa bài. Đâu à. Dạ dạ. Không có cộng nha. Hay là đồng chí còn sửa đúng nên tôi không có trừ, nhưng mà không có cộng được nha.
Rồi, để cái màn hình ở trên cái phần của cái hàm nó một xíu đi bạn. Rồi các bạn khác có bạn nào thắc mắc gì bài của bạn mình không? Là để màn hình đây xíu, có bạn nào nó thắc mắc thì nó nêu. Còn không thì chờ tí rồi bạn dừng xe để cho bạn khác làm bài số 10. Lớp này rất là ổn nha, tôi phát hiện nha. Vừa ổn vừa lười, có nhiều thành phần đó là thích học giữa chừng rồi ao. Đó, cho nên là lớp này tôi nói rồi ha, điểm danh lúc nào là quyền của giảng viên đúng không? Cho nên tôi vui vui đầu giờ tôi điểm danh, giữa giờ tôi điểm danh, cuối giờ tôi điểm danh. Ha, mà đồng nào đồng chí nào thiếu trong các cái việc đó là tôi coi như cho vắng. Mà các bạn nên nhớ là nếu mà các bạn vắng vượt qua số buổi thì là tự động các bạn mất cái phần điểm của các bạn, và dĩ nhiên các bạn mất kiến thức các bạn ráng bạn chịu. Chứ bây giờ học vẫn thích ao lúc nào thì ao à, đúng không? Học nó cố ý ao nhiều thời điểm mắc cười lắm. Tôi kêu nó làm bài là nó ao à. Lạ, tới trường chuẩn bị random là nó ao à. Hoặc tới trường đó bạn em bị lát cô ơi, em bị cái gì đó em bị ao. Rất nhiều lý do, đúng không? Cho nên tôi cứ xử lý theo lý do đại chúng thôi. Là tôi check lúc nào mà bạn vắng thì lúc đó là bạn coi như là bạn vắng luôn ngay tại thời điểm đó. Còn dĩ nhiên trừ những trường hợp đồng chí danh sách nick của bạn tôi thấy mà, sẽ có những đồng chí ví dụ như à nó bị ao vì một lý do nào đó, ví dụ nó cấp điện hay này kia, hoặc là ví dụ như sao à vô tình mạng nó bị rớt, thì nó khác với là cái việc mà đồng chí nào treo nick để đó rồi ngồi chơi hoặc là ao nick. Nó ngộ, nó trùng hợp những thời điểm thì không ai tin cái sự trùng hợp. Rồi bài số 8 được chưa? Rồi không ai thắc mắc gì, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ qua bài số 10. Bài số 10 lưu ý là bạn phải tìm được tất cả những đứa nào là ước của cái con số N đó. Và N này của mình á, coi như á, cái số hoàn thiện này á các bạn, nó phải là một số nguyên dương thì mới được thực hiện được. Và cái đề thì phải hoàn thiện thêm những câu đó là nó phải là số nguyên dương nha. Bây giờ tổng các ước thì coi như phải chạy từ 1, tại vì 1 cũng là một cái ước đó, cho đến nhỏ hơn nó, tại vì mình bỏ chính nó ra trong quá trình đi tìm ước. Đứa nào mà nó chỉ hết đó, trong phạm vi từ 1 tới nhỏ hơn nó thì tự động sao? Cộng dồn vào. Rồi sau khi cộng dồn xong, so sánh với chính nó ban đầu, nếu như mà bằng thì bạn trả ra kết quả cho hàm nó là số hoàn thiện. Tức là bạn kiểm tra thì bạn trả về là đúng hoặc là sai. À, như vậy trả về return true. Còn nếu như nó không bằng, tổng của các ước nó không bằng với con số ban đầu, thì bạn return về là false. Được chưa? Rồi, đâu, coi các đồng chí làm sao. Số 14, Nguyễn Hữu Tâm, đồng chí này nay vắng. Số 1, Nguyễn Hoàng Duy. Rồi bạn xuống xíu. Rồi bạn show màn hình đi. Em đang bật mà, em đang bật. Có thấy chưa cô? Nó đang qua, chờ xíu. Rồi bạn bật visual đi. Dạ anh nè cô. Rồi zoom to lên. Rồi thêm một đồng chí nữa đây. Bài này không điểm. Dạ. À, người ta cứ kiểm tra số nguyên tố có phải một số có phải số hoàn thiện hay không, chứ người ta có kêu đó là xuất ra khẳng định nó là số hoàn thiện hay không không? Ừ. À.
người ta viết kêu viết hàm gì, hàm kiểm tra một số có phải hoàn thiện hay không, chứ người ta có kêu là xuất ra nó là số hoàn thiện hay không không. Như vậy kiểu trả bài hàm này phải là kiểu gì? Một là bool, hai là xài in. Nếu xài in thì phải là return 1, return 0. Như vậy thì ở dưới có cout là vứt rồi. Như vậy hàm này là hàm đa chức năng đó. Đi thi là không điểm nha. Tôi không cần biết các bạn có đúng có kiểu gì đó, tôi không biết. Có đa chức năng là không điểm. Bỏ cái đoạn XL ở dưới đi chứ. Còn nhà thì cái đoạn đó bây giờ muốn để cũng được, nhưng mà xử lý lại đó là trả về theo kiểu của in là t gì đó của bạn đi, đừng có xóa hết, xóa lại được mà. Mà không phải cout thôi, cái này là khi nào return 1, khi nào return 0. Giả sử 1 thì tức là nó đúng là số hoàn thiện, còn 0 thì nó không phải là số hoàn thiện. Con nói lại rồi, mít em nó hơi không có nghe con. Tôi nói đó là cái việc đã xài lại được, nhưng mà không phải là CL. Mà khi tổng mà bằng N á, thì bạn return về cái gì để đảm bảo nó là số hoàn thiện? Return về return return đó, thích cầm đầu chạy, cầm đèn chạy trước đầu xe ô tô. Bây giờ nếu mà không quen thì xài kiểu bool, còn bây giờ cứ nhào vô cho xài kiểu int thì không xác định được khi nào là đúng, khi nào là sai. Bây giờ xác định kiểu int thì khi nào sẽ return về để trả về biết giá trị nó là số hoàn thiện, bạn tự quy ước coi. Khi nó bằng true. Thì khi nào là Jones, bây giờ đi thích đi cho kiểu INT nên tôi mới nói là thích cầm đèn chạy trước ô tô. Cơ bản còn chưa vững đi nhào vô thích màu mè. Bây giờ bỏ hai cái câu CL bên trong giùm cái đi, muốn CL trong đây. Bỏ hai cái này phải không con? Bỏ cái câu CL, tôi không có kêu bỏ cái chữ else, bỏ luôn cái L cũng được nữa. Bỏ ba câu cuối đó đi. Rồi bây giờ khi tổng bằng N thì tức là gì? N là số hoàn thiện đúng không? Dạ. Thì bạn trả ra cái giá trị để đảm bảo là em return về N đã về được là giá trị đó là đúng. Mà bây giờ đang là kiểu in, cho nên bây giờ return về cái số mấy? Dạ, return về tổng. Tôi cho bạn ăn đòn. Return về true. True làm sao? Nó true, nó đang kiểu in là T mà true true cái kiểu gì? Nó mới bảo chỉnh không quen chỉnh thì người ta cho kiểu bool đi. Ừ thích màu mè, cái tội nguyên thuở của các đồng chí đó. Anh này return về true tí, đã chưa quen mà cứ thích đi tự đánh đố mình không. Tổng bằng N return true. Tôi quốc cho một cái tiếp và viết cái lệnh là thấy ghét rồi. Cái lệnh return true là cái gì của cái if? Nó được thực hiện khi nào? Return true được thực hiện khi nào? Ở trước if. Và tự nhiên cái chạy xong cái vòng lặp đó, cái vậy là return true đó hả? Vậy là tới đó nó ngưng hàm là coi như số nào cũng là số hoàn thiện hết em. Để gì được chứ con? Thì tôi đang nói là nếu mà em để như vậy là em chạy vừa xong vòng lặp, chưa cần biết tổng như thế nào hết, là em return true là coi như là bất kỳ con số N nào nó cũng là số hoàn thiện hết luôn á. Cái này là lệnh của if. Thì tôi mới hỏi giờ bạn biết sao, để làm sao? Để ở dưới, để dưới if. Để vô đây. Rồi sao nữa? Vậy khi nào thì nó không là số hoàn thiện? Thì nó bằng return bằng false. Ai không biết là không phải số hoàn thiện return false, tôi hỏi khi nào mà. Mình trả lời giống như Trang, như là khi em ăn no thì em hết đói bụng vậy đó. Tổng nó khác N. Nhưng mà giờ biết sao? L.
Tại sao em để đó? Em nằm ở đâu? Em nằm ở đây. Các bạn mà mai mốt các bạn mà lỡ các bạn đi chết cho công ty mà xui xui lỡ các bạn gặp tôi mà tôi ngồi tôi tuyển chuyên môn các bạn, tôi cho các bạn rất liền ngay tại chỗ cho tôi nhìn cái coding style. Tổng L, tổng khác N hả em? Chắc chuẩn bị tiền học lại quá Duy. Sao L có biểu thức điều kiện không em? Ồ ngay đây if luôn. Rồi ngay đây tôi bỏ cái else được không? Tôi cho cái lệnh return nó ngang, return phone nó ngang hàng với lại cái if được không? Dạ, dạ bỏ else được. Mà tôi cho cái lệnh return nó nằm ngang hàng với cái if luôn, bỏ else. Ừ bỏ đi. Dĩ nhiên nó là else vậy thì đúng rồi. Rồi cho cái lệnh return phone nó nằm ngang hàng với cái if. Ở đây đúng không cô? Return phone. À, đây. Rồi vậy nó có đúng không? Nó có tương đương với lại if hồi nãy rồi cái gì đó rồi mới return true else return false không? Nó có tương đương không? Có không? Ừ. Ngồi lần ngồi trên mic lại, nói chuyện nhỏ quá không có nghe được. Dạ, nó phải break nữa. Nó break nữa hả? Chú cha, công tình tôi dạy các đồng chí 8 tuần rồi tôi thấy tôi phá sản dễ sợ luôn. Trời ơi em ơi, return là nó ngân hàm mà em. Cho nên nếu như nó thỏa cái việc tổng bằng N, nó return true thì nó đâu có quan tâm lệnh phía dưới. Còn nếu như mà tổng nó không bằng N thì nó không làm cái lệnh return true. Bạn đang xài ít thiếu như thế này thôi thì coi như là sao, nó không return true thì nó đi tiếp nó làm lệnh còn lại của hàm. Thì là nó gặp cái return form thì nó cũng ngân hàm là cũng phù hợp rồi. Yeah. Trời ơi sao tôi nói quá trời, từ hồi sáng tới giờ cuối cùng cũng cứ như mới vậy. Xong mà than, ủa sao môn này khó vậy, sao học lập trình khó vậy, có chịu coi bài đâu. Rồi lấy dựa trên kết quả này xử lý, trả kết quả cho tôi coi, tại bây giờ nó có kiểu trả về mà. Thì gọi hàm sao? Gọi hàm trong main và xử lý làm sao? Này xử lý giống như cha hồi nãy tôi xử lý cái số nguyên tố thôi chứ gì đâu. Hồi nãy tôi xử lý số nguyên tố tôi xử lý làm sao? Là sử dụng if. Thì sử dụng đi. Rồi được cho cái hàm nó thực thi đi. Báo trước nha. Đi thi ra làm gì tôi không biết, hàm đa chức năng là tôi cho không điểm nha. Chứ không phải là viết làm sao cho nó chạy là được nha các đồng chí ha. Xuất ra N là số hoàn thiện. Các đồng chí đăng ký môn học học kỳ sau chưa? Đăng ký môn học chưa? Dạ chưa cô. Hay là ủa mà các bạn có cần đăng ký không? Hay là khoa sắp cho các bạn? Rồi khi nào thì N không là số nguyên tố là số hoàn thiện cho em. Xuất mà cũng xuất thiếu. Khi nào các bạn đăng ký, có lịch chưa? Dạ rồi cô ơi. Dạ 13 À, có ghét tôi thì né tôi ra nha, nếu như tôi có được sắp trong giờ dạy nha. Chứ mà lên code mà thế này nữa là tôi nói là thế nào cũng kỹ thuật lập trình là cũng bị chửi tiếp nha. Rồi, cho hoàn thiện cái cho thực thi kiểm tra kết quả đi bạn. Giờ thử số 6 rồi có phải hoàn thiện không? Sau đó thử con số khác coi. Rất là ít số hoàn thiện trong các số tự nhiên của mình chứ không phải số nào cũng số hoàn thiện nha.
Rồi thử số khác coi. Ví dụ số 100 đi. 100 nó có ước là nhiêu các bạn? 1, 2, 5, 10, 20. Đúng không? Không phải là số 25. Gì? Nhiều lắm phải không? Nó không phải là số hoàn thiện. Rồi bây giờ mới quay trở lên nè. Nhìn trong cái hàm. Bây giờ bắt đầu điều chỉnh hàm nè. Không cần chạy từ 1 cho đến nhỏ hơn n. Đầu tiên bạn cho tổng bằng 1 trước đi. Tại vì 1 luôn luôn là ước của tất cả các số. Bạn chạy vòng lặp y đi từ 2 đi. Con số lớn nhất mà một số có khả năng chia hết mà bỏ chính nó ra là số mấy các bạn? Phân nửa của nó. Như vậy chỉ chạy cho đến nhiêu? Nhỏ hơn bằng n chia 2. Là bạn thấy số lượng lần lặp bạn chạy, bạn giảm rất nhiều. Chứ ví dụ như tôi cho cái con n là 1 tỷ. Bạn phải kiểm nó chia hết. Số lượng vòng lặp của bạn phải chạy từ 1 cho đến cái giá trị là như 999.999. Quá trời số. Chỗ này là sao bạn? Chỗ này là n chia 2 là phải không cô? Nhỏ hơn bằng n chia 2. Cái dấu bằng của tôi đâu? Cái việc này chỉ từ cái lúc mà mình giới hạn số nguyên tố đó. Bỏ chính nó ra thì cái đứa số mà nó chia lớn nhất đó chỉ là phân nửa của nó thôi. Rồi phía dưới bây giờ mới hỏi tiếp nè. Trong cái for có mấy lệnh? Trong cái for có... Có một lệnh thì mắc cái gì? Cặp dấu ngoặc móc. Rồi tiên dư bỏ cái dòng enter xuống dưới chi vậy? Bo xong rồi tới if luôn chứ mắc cái gì enter. Nó đang dư cái dòng đó đó. Rồi. Mỗi lần if đúng là mấy lệnh? Cái if n phần trăm cho y bằng 0 đó. Mấy lệnh? Dạ một lệnh. Vậy mắc gì cặp dấu ngoặc móc? Móc móc chi vậy trời. Rồi xuống phía dưới bỏ bớt mấy cái khoảng enter ở dưới đi, không cần thiết. Rồi đó nhìn cái code của mình nó có đẹp hơn không? Dạ. Trời ơi. Rồi được rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bỏ cái tập viết hàm đa chức năng nha. Dạ. Rồi, được rồi. Có ai thắc mắc gì không? Còn không bạn mình nó dừng chia sẻ à. Xong cô nói tiếp nè. Rồi được rồi, cảm ơn bạn, không thấy đứa nào có thắc mắc gì hết. Rồi bạn dừng chia sẻ được rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ tôi nói tiếp. Bây giờ cái bài lớp 6 nó còn cái bài số 11 đó, bài 9 này về nhà tự làm được rồi. Bài số 11 á, thế nào là số đối xứng? Biết rằng số đối xứng là số có số đảo ngược của nó bằng chính nó. Hồi nãy bạn có cái hàm số đảo ngược rồi. Bạn nhận một con số n vào. Bạn lấy n đó bạn truyền vào cho cái hàm tìm số đảo ngược thì nó ra một cái con số đảo ngược, phải chưa? Bạn lấy con số đó, bạn so với lại cái con n ban đầu, nếu hai đứa nó bằng nhau thì bạn trả ra kết quả nó là số nguyên tố. Mà hàm này là hàm kiểm tra, tức là cũng phải trả về kiểu bool hoặc là kiểu int. Ai mà thích xịn sò đi, thích ngứa ngứa tay đi cài đặt theo kiểu trả về là int đó thì làm ơn. Nếu là false thì tức là return 0 dùm đi, số 0 đó. Thì tự nó hiểu cơ chế mặc định qua lại là nó trả về là false. Còn nếu như là true thì bạn chỉ cần gán cho nó một con số khác không thì thường người ta lựa chọn là con số 1. À, chứ miễn sao khác không thì là true thôi. Như vậy nhớ cái nguyên tắc đó giùm. Như vậy nếu như mà số đảo ngược của giá trị n đó bằng 9n thì sao? Return về true, ngược lại return về false. Tức là số đảo ngược hay không? Rồi cũng ở trong hàm main hay nơi gọi hàm thì sao? Gọi cái hàm đó và mình thực hiện cái chức năng là gì? Coi nó true hay là false để mình trả ra cái câu tương ứng. Như vậy đó là câu số 11. Được chưa? Về cố gắng tự làm. Mình qua các bạn sẽ tự chuẩn bị trước cho cô bài tập lớp 7 nha. Tức là mình xong được cái việc đó là hàm cơ bản rồi. Bạn cũng đi được những cái hàm và bạn đang thực hiện cài đặt ở mức độ đó là hàm của bạn đang nhận vào truyền thăm trị. Bây giờ mình sang bài số 7, mình vận dụng hàm nó theo quy luật nó phức tạp hơn một xíu. Hàm này đầu tiên, hàm kiểm tra, hễ thấy cái hàm nào mà nói hàm kiểm tra thì tức là nó phải trả về giá trị đúng hoặc sai. Một cái giá trị năm nhuận có phải là năm hay không?
xin lỗi, một cái năm nhận vào nó có phải là năm nhuận hay không. Còn cái việc thế nào là năm nhuận, xem lại bài tập thực hành của chương trước. Được chưa? Năm nhuận là năm sao? À, năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100. Phải chưa? Đó, kiểm tra. Rồi sau đó cũng gọi chương trình để kiểm chứng, nhớ dữ liệu đầu vào. Bài số 2 là viết hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương bằng thuộc giải Euclid. Như vậy ở đây đã mô phỏng rõ. Nhận vào phải là hai số nguyên dương, trả về ước chung, đây là trật tự các bước. Rồi, bạn dựa trên các bước này, bạn viết được một cái hàm, hàm đó là hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Sau đó bạn viết chương trình nhận vào hai thông tin, tử số và mẫu số của một phân số. Ví dụ như bạn nhận vào tử là 2, mẫu là 10. Bạn xuất cái kết quả rút gọn, tức là bạn tính tử mới, mẫu mới sau khi rút gọn. Thì để rút gọn một phân số thì bạn sẽ sao? Tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu. Rồi bạn chia tử và mẫu cho ước chung. Như vậy bây giờ nếu tôi nhập tử là 2, mẫu là nhiêu? 10. Thì ước chung lớn nhất của hai đứa nó là mấy các bạn? Giữa 2 với 10 thì ước chung lớn nhất là mấy? Dạ 2 cô. Là 2. Thì khi đó bạn lấy tử, bạn chia cho 2. Tức là chia kết quả của ước chung á, thì bạn được cái tử mới là 1. Cái mẫu thì bạn chia cho cái ước chung, thì mẫu nãy là 10, chia cho ước chung là 2, thì bạn được mẫu mới là 5. Thì bạn xuất ra tử là 1, mẫu là 5, đó chính là kết quả rút gọn. À, bài số 2. Bài số 3 là một dải dây chuyền. Đầu tiên, câu A kêu bạn xây dựng cái hàm tính N dây thừa. N là số nguyên không âm, tức là N từ 0 trở lên đó nha. Sau đó câu B á, tính tổ hợp C, N chập K. Có công thức cụ thể như vậy. Cái thằng B này nè, nó là sự kết hợp của các giá trị tính dài thừa. Mà dài thừa câu A đã có tính. Như vậy trong câu B, bạn hoàn toàn có thể gọi lại câu A để bạn phục vụ cho việc tính toán này. Chứ làm ơn đừng có rảnh rảnh đi ngồi viết lại cái đoạn tính dài thừa, rồi lại viết riêng 3-4 đoạn gì đó, rồi lấy kết quả thực hiện. Thì cái đó là bạn đang làm cho máy bạn nó chạy chậm hơn đó. Mai mốt bạn học tới cái môn cấu trúc dữ liệu giải thuật đó, bạn có được chỉ cái lệnh đó là tính thời gian thực thi của một cái đoạn lệnh. Bạn sẽ thấy chỉ cần bạn chạy cho một cái vòng lặp số lượng phần tử là bao nhiêu, máy của các bạn nó chạy nhiều hơn bao nhiêu mili giây. Lúc đó bạn mới thấy là khi mình giới hạn số lượng lần lặp thì nó khác. Mà trong máy tính của mình, bạn làm cái gì mà nó chạy như rùa bò thì là cái chương trình của bạn vứt đi. Phải chưa? Không có cái chuyện mà để chương trình chạy như rùa bò được. Đó là cái bài câu B. Như vậy mình gọi lại cái hàm. Phải chưa? Nó trả cho mình được kết quả. Sau đó tới câu C, yêu cầu bạn in ra một cái tam giác Pascal có chiều cao h với h là bằng 5. Tam giác Pascal là một tam giác vuông, nó có đặc trưng là cạnh thẳng đứng ha, một cạnh có vuông và cạnh huyền của nó giá trị đều là 1 hết, còn lại những cái đứa bên trong có quy luật khác. Thì có hai cách để tính. Cách thứ nhất là bạn sẽ cứ cho bạn xét nó giống như là một cái dạng, nó là gì, hình vuông đi, thì bạn có thể chạy bằng hai vòng lặp. Nếu như tại cột đầu tiên của tất cả các dòng nó đều là 1, những cái cột trên đường chéo chính nó cũng là 1 hết. Còn những phần tử bên trong nó được tính bằng tổng hai đứa phía trên nó cộng lại, tức là hai này là bằng 1 ngay phía trên đỉnh đầu nè. Cộng với 1 chéo về phía trước một đơn vị, 1 cộng 1 ra 2. 3 này chính là 2 cộng 1 nó ra là 3. 3 này là 1 cộng với 2 nó cũng ra là 3. 6 này chính là 3 cộng 3 nó ra 6 nè. Cứ như vậy. À, đó là cái cách tính. Cách thứ hai người ta áp dụng thường hơn, tại vì ở đây bạn chưa học mảng hai chiều, chứ nếu bạn học mảng hai chiều bạn dùng cách thứ nhất hồi nãy tính nó nhanh hơn. Bây giờ mình chưa có học mảng hai chiều, mình dùng theo cách hai vòng lặp lồng nhau. Thì nếu bạn đánh chỉ số chạy dòng đi từ 0 thì h bằng 5, thì tức là bạn đi được dòng 0, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5. Cột nếu bạn cũng đánh từ cột 0 trở đi, như vậy cũng sẽ từ cột 0, cột 1, cột 2, cột 3, cột 4. Nếu gọi chỉ số dòng là N, chỉ số cột là K, thì ứng tại mỗi vị trí nó chính là kết quả của tổ hợp C, N chập K bằng cách thế vào câu B. Như vậy câu C bạn hoàn toàn có thể gọi lại câu B để phục vụ. Như vậy khi đó ví dụ anh này là C00, N0, K0. Như vậy đây 0 giai thừa chia 0 giai thừa nhân cho 0 giai thừa, đúng không? Thì nó ra mấy? Nó ra 1. Tiếp tục anh này đi, 2 C21, đúng không? Đây C21 nè. Như vậy là bằng 2 giai thừa chia 1 giai thừa nhân cho 1 giai thừa.
thì nó tức là như các bạn, nó bằng 2. Dựa trên đó cách tính còn lại. Như vậy câu số 3 thì bạn thấy có câu A, câu B gọi lại câu A, câu C gọi lại câu B. Được chưa? Cho nên nó là bạn coi kết quả cho nó phù hợp. Bài số 4, viết hàm kiểm tra một ký tự có phải ký tự số hay không, hay chữ cái nhận vào một chuỗi xuất có bao nhiêu số, bao nhiêu ký tự chữ cái bằng cách sử dụng hai hàm đã xây dựng ở câu A và câu B. Bạn có thể xem thêm trong phần phụ lục A, phụ lục B chứ. Đó là phụ lục về các cái hàm hỗ trợ xây dựng sẵn. Mà lúc trước bạn đã làm việc thì bạn đã thấy được ở trong cái phần tài liệu hướng dẫn giải của chương 2 hay là chương 3 gì đó. Bạn vào bạn xem. Nó là nhóm hàm bên cạnh về chuỗi, về string. Có thể đi kèm với là nhóm hàm có sẵn là CC time. Hoặc thậm chí bạn tự viết xây dựng các hàm nó cũng được. Ký tự chữ số tức là chỉ có ký tự là 0 cho đến 9 thôi. Một trong những đứa đó. Còn ký tự chữ cái thì có thể là chữ cái thường, cũng có thể là chữ cái hoa. Nha. Đó là bài số 4. Bài số 5, hoán đổi hai giá trị số nguyên. Sau khi mà xây dựng được xong hàm hoán đổi, cái hàm này trong slide cũng có, phải không? Bạn vận dụng cái hàm này để bạn sắp xếp hai số nguyên tăng dần. Tức là nhận vào hai số nguyên A với B, làm sao đó không biết. Sau đó tôi cũng xuất A xuất B, nhưng A có giá trị nhỏ hơn, B lớn hơn. Như vậy tức là gọi là sắp xếp. Còn bài số 6 là bạn sẽ vận dụng các cái hàm chức năng con. Mình sẽ xây dựng menu. Tức là mình gọi nó theo cơ chế gì? Lặp đi lặp lại các tính năng phép tính. Khi nào người dùng họ muốn dừng thì mình mới dừng. Và mỗi một lần họ chọn phép tính nào, mình sẽ gọi cái hàm đó thực hiện tương ứng. Như vậy đó là cái bài của cái câu số 6. Và tương tự các bạn chuẩn bị trước cho cô các bài 7, 8, 9, 10 ở phía dưới. Tức là nói năm nay chuẩn bị giùm tôi 10 bài tập của phần bên lớp 7. Các bạn thực tế các bạn đều có thể làm được hết rồi. Nha. Và lưu ý, sẽ có những bài bạn cần phải xài tham biến, chứ không phải tham trị không như ngày hôm nay. Được chưa? Như vậy đó là chuẩn bị trước giùm tôi. Còn bây giờ biết hàm rồi thì tuần sau cái giờ buổi sáng lý thuyết đó, mình sẽ chuyển mảng của mình. Khi mà làm cơ bản xong mình sẽ chuyển mảng qua hàm. Thì bạn mới thấy đó là cái sự tận dụng, tái khả năng sử dụng của các cái hàm trong quá trình làm việc. Rồi, có ai thắc mắc gì với lại 10 bài tập mà các bạn phải chuẩn bị trước bên lớp 7 không? Rồi, không thấy ai thắc mắc gì. Rồi, không thấy ai thắc mắc gì thì thôi buổi hôm nay nghỉ nha. Về nhà làm ơn coi bài cho kỹ. Làm bài thì các bạn thấy là hồi sáng là trong giờ lý thuyết là cũng có bài tập nha. Thực hành cũng có bài tập. Cho nên làm ơn là ôn tập, làm bài cho kỹ. Được chưa? Cái bài tập bên lớp 8 là bài tập về mảng một chiều. Sau khi làm xong cô sẽ đưa thêm bài tập nữa. Tại vì với những bài như vậy nó là chưa có đủ rồi. Nha, lưu ý. Rồi, vậy thôi hôm nay nghỉ. Còn ai thắc mắc cái gì không? Ai thắc mắc thì nào? Rồi, không ai thắc mắc gì phải không? Không thắc mắc thì thôi nghỉ nha. Rồi, chào các bạn. Cố gắng làm bài. Chào cô. Chào cô. Em chào cô.